Chào mừng bạn đến với kênh Holic Book Audio. Tổng hợp những bộ truyện hay. Bộ truyện Ma Đạo Tổ Sư, Trần Tình Lệnh. Tác giả Mạc Hương Đồng Xú. Ma Đạo Tổ Sư, Mạc Hương Đồng Xú. Chương 110, Dấu Mối 4. Từ đó kế hoạch bước đầu thành công, Nhiếp Hoài Tang không cần chính mình hao tâm tổn trí cố sức đi tìm thi thể Nhiếp Minh Quyết, đem nguy hiểm phiền phức đều giao cho Ngụy Vô Thiện cùng Lam Vong Cơ, chỉ cần mật thiết giám thị bọn họ là được. Thanh Hà lần kia chính diện tiếp xúc, Nhiếp Hoài Tang giả bộ như không nhận ra Mạc Huyền Vũ, Ngụy Vô Thiện quả nhiên không có cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn cũng đã mượn điều này bất động thanh sắc xác định Mạc Huyền Vũ đã đổi người rồi. Tim Lăng, Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi tiểu bối dọc theo đường gặp được xác mèo chuyện lạ lần kia, rõ ràng là có người cố ý tạo ra dị tượng, cộng thêm thôn xóm gần đó vì bọn họ chỉ đường, không hề nghi ngờ, mục đích chỉ là muốn đem đám đệ tử thế gia không hiểu chuyện đời dẫn vào Nghĩa Thành. Thử nghĩ, nếu như lúc ấy Ngụy Vô Thiện cùng Lam Vong Cơ sơ sẩy một bước, không thể hoàn hảo bảo vệ bọn họ, để bọn họ xảy ra sai sót gì, khoản nợ hôm nay sẽ tính trên đầu Kim Quang Giao. Tóm lại, có thể cho Kim Quang Giao bị định tội càng nhiều càng tốt, cẩn thận hướng ác đồ phạm phải sai lầm, lưu lại nhược điểm càng nhiều càng tốt, có thể khiến hắn cuối cùng bị chết càng thảm càng tốt. Ngụy Vô Thiện nói, Nhiếp tông chủ thân thể xích tôn phong, không phải là do ngươi giữ sao? Nhiếp Hoài Tang gãi cây ót, nói trước kia là ta. Đêm nay vừa nhận được tin tức thi thể đại ca đặt ở Thanh Hà không cánh mà bay. Bằng không thì ta tại sao lại vội vàng địa Thanh Hà đuổi đến, còn nửa đường bị Tô Thiệp bắt tới. Lam Vong Cơ dùng tị trần đem hộp đen bên cạnh quan tài kia chờ mình tới, nhìn lướt qua chú văn khắc phía trên, đối với Ngụy Vô Thiện nói, đầu lâu. Hộp trước kia hẳn là dùng để chứa đầu Nhiếp Minh Quyết. Kim Quang Giao từ Kim Lân Đài chuyển đi, hơn phân nửa liền đem nó chôn ở nơi này. Ngụy Vô Thiện hướng hắn gật đầu một cái, lại nói, Nhiếp tông chủ, ngươi trong quan tài này trước kia là cái gì không? Nhiếp Hoài Tang chậm rãi bị một luồng bị mưa to xối tóc đến sau tai, giống như bất đắc dĩ mà nói, ta làm sao biết? Ngụy huynh a, ngươi hà tất một mực như vậy? Ngươi thế nào hỏi, ta không biết là không biết a. Ngụy Vô Thiện nhìn chằm chằm hắn một hồi, cuối cùng vẫn rời mắt đi. Phỏng đoán lại thiên y vô phùng, rốt cuộc cũng chỉ là phỏng đoán. Ai cũng không có chứng cớ. Huống hồ cho dù tìm ra chứng cớ, lại có thể chứng minh cái gì? Có thể đạt tới cái mục đích gì? Đả đảo người nào? Vì huynh trưởng báo thù trăm phương ngàn kế tìm một sự kiện, nghe không đáng trách, ít nhất không thể khiển trách rõ ràng. Cho dù tại quá trình này, coi người ngoài là quân cờ, xem tính mạng tiểu bối gia tộc khác như không có gì, nhưng dù sao cuối cùng đều hữu kinh vô hiểm, cũng không có tạo thành tổn thương thực chất. Nhiếp Hoài Tang lúc này mặt mũi tràn đầy mờ mịt cùng bất đắc dĩ, có lẽ là ngụy trang, hắn không muốn thừa nhận chính mình từng đối với bọn tiểu bối cô Tô Lam Thị cùng gia tộc khác động sát ý, hoặc là kế hoạch của hắn không chỉ như thế, hắn muốn che giấu vẻ mặt chân thực làm càng nhiều sự tình, đạt thành càng cao mục tiêu, cũng có khả năng căn bản không có phức tạp như vậy, có lẽ Ngụy Vô Thiện chỉ là suy đoán mà thôi, đưa tin, giết mèo, đem Nhiếp Minh Quyết đầu thân hợp nhất là một người khác hoàn toàn. Nhiếp Hoài Tang căn bản chính là cái hàng thật giá thật. Kim Quang Giao, bất quá là hắn bị Nhiếp Hoài Tang hô phá ý đồ đánh lén tạm thời dùng tới lời nói dối, ý nhiễu loạn tâm thần của Lam Hy Thần thừa cơ kéo hắn đồng quy vô tận. Rốt cuộc Kim Quang Đạo làm việc xấu, lúc nào nói dối, vùng cái gì đều không kỳ quái. Về phần tại sao cuối cùng hắn lại một khắc thay đổi chủ ý, đẩy Lam Hy Thần ra, ai có thể biết hắn đến cùng nghĩ thế nào. Lam Hy Thần nâng chán trên mu bàn tay gân mạch nổi lên, giọng khó chịu. Hắn đến cùng muốn như thế nào? Lúc trước ta cho rằng ta rất hiểu hắn, về sau phát hiện ta không rõ ràng. Tối nay ta hiểu lầm hắn, đối với ngươi hiện tại lại không rõ ràng. Lam Hy Thần ngơ ngẩn nói, hắn đến cùng muốn làm gì? Thế nhưng là, hắn cũng không biết, người bên ngoài liền càng không khả năng sẽ có đáp án. Trầm mặc một hồi, Ngụy Vô Thiện nói, chúng ta cũng đều đừng đứng đây. Rút mấy người ra ngoài tìm người, lưu lại mấy người thủ tại chỗ này nhìn thứ này a. Miệng quan tài thêm mấy cây cầm huyền, không có cách nào khác phong bế xích phong tôn lâu. Phảng phất là để xác minh phán đoán của hắn, miệng trong quan tài lại truyền ra tiếng bang bang. Âm thanh từng trận, mang theo một cỗ lửa giận vô hình, Nhiếp Hoài Tang run một cái.
Ngụy Vô Thiện liếc hắn một cái, nói: "Thấy được chưa?" "Được." Lập tức đổi quan tài kiên cố, đào cái hố sâu, một lần nữa vùi vào đi, tối thiểu 100 năm ở trong không thể mở ra. Vừa mở ra cam đoan âm hồn bất tán, hậu họa vô cùng. Hắn còn chưa nói xong, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng chó sủa. Ngụy Vô Thiện nhất thời biến sắc, Kim Lăng tinh thần chấn động, nói: "Tiên tử." Kinh lôi đã qua, mưa to cũng hóa thành tí tách. Đêm đã qua, sắc trời hơi lạnh. Linh Khuyển ướt đẫm vung ra bốn chân, hướng về phía Kim Lăng. Một mắt chó ướt sũng, chân trước cách mặt đất người đứng lên, trên đùi Kim Lăng ô ô khẽ gọi. Ngụy Vô Thiện trông thấy máu đỏ tươi từ hàm răng nhọn đang lúc duỗi ra, không ngừng liếm lắp tay của Kim Lăng, sắc mặt trắng bệch, con mắt đăm đăm, há to miệng, cảm thấy linh hồn từ miệng trong phi lên trời. Lam Vong Cơ yên lặng đem hắn giấu sau lưng, tách rời tầm mắt hắn và tiên tử. Ngay sau đó, mọi người đem Quan Âm miếu đoàn đoàn bao vây, rút kiếm trên tay, thần sắc cảnh giác, phảng phất chuẩn bị đại sát một hồi. Nhưng mà, dẫn đầu nhảy vào trong miếu thấy rõ cảnh tượng, lại đều ngây ngẩn cả người. Nằm đều chết, không chết, nửa nằm không nằm, muốn đứng không đứng. Nói tóm lại, thây ngã đầy đất một đống bừa bộn. Cầm kiếm xông vào trước nhất, bên trái là Vân Mộng Giang thị, người kia 10 phần tinh anh, bên phải rõ ràng là Lam Khải Nhân. Lam Khải Nhân còn nét mặt kinh nghi, còn chưa mở miệng hỏi, nhìn thấy đầu tiên chính là Ngụy Vô Thiện gần như dán trên người Lam Vong Cơ. Trong chớp mắt, hắn cái gì đều quên hỏi, nộ khí trên khuôn mặt đứng đấy, hự ra mấy hơi thở, rô mép rung động phiêu phiêu. Người kia chóng đoán được trong miếu không có gặp nguy hiểm, tiến lên đỡ Giang Trừng, nói: "Tông chủ, ngài không có sao chứ?" Lam Khải Nhân thì giơ kiếm quát Ngụy. Không đợi hắn nói xong, từ phía sau hắn lao ra vài đạo bạch y thân ảnh, nhao nhao reo lên: "Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối, lão tổ tiền bối." Lam Khải Nhân bị một tên thiếu niên cuối cùng đụng phải một chút, suýt nữa ngã, giận sôi lên nói: "Không cho phép đi nhanh, không cho phép cao giọng ồn ào." Ngoại trừ Lam Vong Cơ đối với hắn hô một tiếng thúc phụ, không ai để ý đến hắn. Lam Từ Truy tay phải cầm lấy tay áo Lam Vong Cơ, tay trái cầm lấy cánh tay Ngụy Vô Thiện, vui vẻ nói: "Quá tốt á, Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối, các ngươi cũng không có sao. Nhìn tiên tử gấp thành cái dạng kia, chúng ta thường các ngươi gặp tình huống khó khăn." Lam Cảnh Nghi nói: "Từ Truy, ngươi hồ đồ à, làm sao có thể Hàm Quang Quân không giải quyết được tình huống nha, sớm liền nói ngươi quan tâm dư thừa." "Cảnh Nghi a, trên đường đi quan tâm dư thừa dường như là ngươi đi." "Bỏ đi á, ít nói hưu nói vượn." Ngụy Vô Thiện dùng tỏa linh trong túi hòa với tấm phù triện cho Ôn Ninh ngăn chặn ngực, Ôn Ninh rốt cục có thể chính mình từ trên mặt đất đứng lên. Lam Từ Truy khóe mắt liếc qua liếc thấy hắn, lập tức đem hắn cũng bắt qua, nhét vào trong vòng vây các thiếu niên, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Nguyên lai tiên tử cắn bị thương Tô Thiệp, một đường chạy như điên, tìm được tại đây một cái Vân Mộng Giang thị phụ thuộc gia tộc, trước cửa chó sủa không nghỉ. Tiểu gia chủ gia tộc kia thấy nó trên cổ đeo cái vòng hoàng kim đánh dấu gia huy, biết là nó có phần có lai lịch linh khuyển, chủ nhân tất nhiên thân phận cao quý, lại xem nó răng da lông trên đều có vết máu cùng thịt nát, rõ ràng trải qua một hồi chém giết, sợ là vị chủ nhân kia gặp phải nguy hiểm, không dám lãnh đạm, lập tức ngự kiếm mang đến Liên Hoa ổ thông báo Vân Mộng Giang thị. Người chủ kia sự tình khách khanh lập tức nhận ra là chó của tiểu thiếu chủ Kim Lăng linh khuyển tiên tử, lập tức phái người xuất phát cứu viện. Lúc ấy cô Tô Lam thị mọi người cũng sắp rời Liên Hoa ổ, Lam Khải Nhân lại bị tiên tử ngăn trở đường đi. Nó nhảy dựng lên, cắn vạt áo Lam Tư Truy một mảnh vải trắng chật vật, dùng móng vuốt đem nó chắp tay trên đầu, tựa hồ muốn đem vải trắng đỉnh thành một vòng tròn trên đầu. Lam Khải Nhân ngạc nhiên, Lam Tư Truy lại bừng tỉnh đại ngộ: "Tiên sinh, nó bộ dạng như vậy, như giống bắt trước nhà của chúng ta. Nó có phải hay không nghĩ báo cho chúng ta, Hàm Quang Quân hoặc là người của Lam gia cũng gặp phải nguy hiểm." Vì vậy, Vân Mộng Giang thị, cô Tô Lam thị cùng mấy gia tộc chưa rời đi lúc này mới tập kết cùng nhau đến đây thi cứu. Tiên tử dẫn người hai lần đến, rốt cục tại lần thứ ba thành công đem đến cứu binh, thật là một kỳ khuyển. Cũng mặc kệ có nhiều cái tốt, đối với Ngụy Vô Thiện mà nói, nó nói trắng ra hay là một con chó, vật đáng sợ nhất, mặc dù có Lam Vong Cơ ngăn cản trước người, hắn cũng toàn thân sợ hãi. Từ khi Lam gia bọn tiểu bối đi vào, Kim Lăng một mực len lén hướng bên kia nhìn, nhìn bọn họ vây quanh Ngụy Vô Thiện cùng Lam Vong Cơ bảy mồm tám mò chó vào, thấy Ngụy Vô Thiện sắc mặt càng ngày càng trắng,
vỗ vỗ tiên tử, nhỏ giọng: tiên tử, người đi ra ngoài trước. Tiên tử lắc đầu vẫy đuôi, tiếp tục thè lưỡi ra liếm hắn. Kim Lăng trách mắng: mau đi ra, không nghe lời của ta. Tiên tử ai oán liếc nhìn hắn, vùng lấy cái đuôi chạy đi. Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Kim Lăng nghĩ tới, lại không có ý tứ đi qua, đang do dự, Lam Cảnh Nghi quét đến cây sáo bên hông Ngụy Vô Tiện, cả kinh nói: ồ, người đem cây sáo không đủ ngũ âm kia rốt cục ném đi. Cây sáo mới rất tốt đi. Hắn lại không biết cây sáo mới rất tốt này chính là Trần Tình, mà hắn nhớ mãi không quên quỷ sáo trong truyền thuyết. Chỉ là âm thầm cao hứng, thật tốt quá. Cái này ít nhất hắn sau này cùng Hàm Quang Quân hợp tấu, thoạt nhìn sẽ không quá làm mất mặt Hàm Quang Quân. Trời ạ, cây sáo trước kia thật sự là xấu lại khó nghe. Ngụy Vô Tiện vô thức lấy tay sờ, nhớ tới là này Giang Trừng mang đến, chuyển hướng tới thuận miệng nói: đa tạ. Giang Trừng liếc hắn một cái, nói: vốn chính là của ngươi. Trần chờ một lát, hắn tựa hồ còn muốn nói điều gì, Ngụy Vô Tiện cũng đã chuyển hướng về phía Lam Vong Cơ. Người kia đã được Giang Trừng một phen nói rõ cùng phân phó, đã phái nhiệm vụ hạ xuống, mệnh lệnh bọn thủ hạ quét sạch hiện trường, ra cố quan tài phong cấm, nghĩ biện pháp an toàn trở đi nó. Mà bên kia, Lam Khải Nhân tràn ngập không khoái nói: Hy Thần, ngươi đến cùng làm sao vậy? Lam Hy Thần áp chế thái dương, giữa lông mày chất đầy thứ khó có thể nói, mệt mỏi mà nói: thúc phụ, ta van xin ngài, thỉnh trước đừng nói chuyện với ta. Thật sự, ta hiện tại thật sự cái gì cũng không muốn nói. Lam Hy Thần từ nhỏ đến lớn đều là ôn hòa tuyệt không thất lễ, Lam Khải Nhân chưa thấy qua hắn bực bội như thế này, bộ dáng thất thố. Xem hắn, nhìn lại bên kia cùng Ngụy Vô Tiện một chỗ vây quanh Lam Vong Cơ, càng xem càng nén giận, chỉ cảm thấy hai đứa này nguyên bản hoàn mỹ, không tì vết là hai môn sinh đắc ý nhất, đứa nào cũng không phục hắn quản, đứa nào đều làm hắn không bớt lo. Quan tài mang Nhiếp Minh Quyết cùng kim quang dao nặng dị thường, còn phải ngàn vạn cẩn thận đối đãi, bởi vậy vài người gia chủ xung phong vận chuyển nó. Một gia chủ thấy được diện mạo Quan Âm, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức như phát hiện cái gì mới lạ, chỉ dẫn người bên ngoài đến xem, mặt kim quang dao. Người bên ngoài nhìn, đều là tấm tắc, quả thật là mặt hắn. Hắn làm như vậy làm gì? Tự phong thần, cuồng vọng tự đại chứ sao? Vậy thật đúng là đủ cuồng vọng tự đại. Ha ha a. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, vậy cũng không nhất định. Trước kia hắn không tin tưởng, nhìn đến miệng quan tài, hắn đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra. Tượng Quan Âm, không phải là kim quang dao, mà là mẫu thân của kim quang dao Mạnh Thơ. Quan tài, vốn gửi cũng có thể là thi thể Mạnh Thơ. Mẫu thân của kim quang dao bị người coi là hạ tiện nhất, hắn liền càng muốn chiếu vào mẫu thân bộ dáng một tòa Quan Âm thần tượng, chịu vạn người quỳ lạy, hương hòa cung phụng. Tối nay hắn đến chỗ Quan Âm miếu, ngoại trừ muốn lấy đi đầu của Nhiếp Minh Quyết, cũng hẳn là chuẩn bị đem di thể mẫu thân mang đi. Bất quá bây giờ nói vậy đều không có ý nghĩa. Không ai so với Ngụy Vô Tiện càng rõ ràng, không có người quan tâm. Tiếp qua không lâu sau, miệng quan tài liền bị phong tiến càng lớn, càng kiên cố, bị 72 khỏa đào mộc đinh, đánh lên cửu trọng cấm, chôn sâu dưới mặt đất, dựng lên cảnh giới bia trấn áp tại tòa nào đó dưới núi. Bị phong tại quan tài cũng nhất định sẽ chọn đời không được siêu sinh. Nhiếp Hoài Tang nhìn vài người gia chủ đem nó đã mang ra cửa Quan Âm miếu, nhìn một hồi cúi đầu vỗ vỗ bùn đất dưới vạt áo, đung đưa đi ra ngoài. Tiên tử ở ngoài cửa chờ chủ nhân chờ đến nóng vội, gào khóc kêu hai tiếng. Nghe được thanh âm này, Kim Lăng bỗng nhiên nhớ lại, lúc tiên tử còn là ấu khuyển, chính là kim quang dao đem nó ôm tới. Khi đó hắn mới mấy tuổi, trên Kim Lân Đài cùng những đứa trẻ khác thử đánh nhau, đánh thắng lại không thống khoái, trong phòng đập phá lung tung gào khóc, thị nữ gia phó cũng không dám tới gần hắn, sợ bị hắn ném đi. Tiểu Thúc Thúc cười híp mắt chui ra hỏi hắn chuyện gì xảy ra, hắn lập tức đem một cái bình hoa ném đến bên chân Kim Quang Dao. Kim Quang Dao nói: a ơ, hảo hung, hù chết. Vừa lắc đầu dường như rất sợ hãi đi em mờ. Ngày hôm sau, hắn liền đem tiên tử đưa tới. Bỗng nhiên lại có nước mắt từ trong hốc mắt lăn lăn xuống. Hắn luôn luôn cảm thấy nỉ non là mềm yếu vô năng biểu hiện đối với xì mũi coi thường, nhưng ngoại trừ mãnh liệt rơi lệ, không có phương thức có thể thổ lộ trong lòng của hắn thống khổ cùng phẫn nộ. Không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra,
hắn dường như không thể trách bất luận kẻ nào, cũng không thể hận bất luận kẻ nào. Ngụy Vô Thiện, Kim Quang Giao, Ôn Ninh, từng người đều hoặc nhiều hoặc ít đối với cái chết của cha mẹ hắn chịu trách nhiệm, từng người hắn đều có lý do căm thù đến tận xương tủy, nhưng lại dường như từng người đều có lý do như vậy, để cho hắn không hận nổi. Thế nhưng là không hận bọn họ, hắn còn có thể hận ai? Chẳng lẽ hắn liền đáng đời từ nhỏ mất đi song thân sao? Chẳng lẽ hắn không báo được thù, không hạ thù được liền hận ý đều tiêu trừ? Cảm giác cảm thấy không cam lòng, cảm giác cảm thấy ủy khuất. Một người gia chủ thấy hắn nhìn chằm chằm quan tài khóc không ra tiếng, nói: Kim tiểu công tử, ngươi là vì thúc thúc của ngươi khóc. Thấy Kim Lăng không nói lời nào, người gia chủ này dùng khẩu khí trưởng bối cổ trách tiểu bối, khóc cái gì? Thu hồi nước mắt a, thúc thúc của ngươi người như vậy, không đáng người vì hắn khóc. Tiểu công tử, không phải là ta nói, ngươi cũng không thể mềm yếu như vậy. Là lòng dạ đàn bà, ngươi biết được nói cái gì đối với cái gì là sai, nên ngươi. Nếu là dĩ vãng Lan Lăng Kim thị gia chủ nhất thống Bách Gia Tiên, cho bọn họ 100 cái lá gan, những gia chủ này đều tuyệt đối không dám lấy giọng trưởng bối giáo huấn Kim gia đệ tử. Lúc này Kim Quang Giao đã chết, Lan Lăng Kim thị không người có thể chống đỡ, đại cuộc thanh danh cũng đã quá xấu, dám đã tới rồi. Kim Lăng Tâm bên trong nguyên bản đã là thiên đầu vạn tự, ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, nghe người gia chủ này khoa tay múa chân, một hồi lửa giận xông lên đầu, hét lớn: ta chính là muốn khóc thế nào? Ngươi là ai? Liền người khác khóc đều muốn quản sao? Người gia chủ kia không nghĩ tới dạy dỗ bất thành, nhất thời thẹn quá hóa giận, người bên ngoài thấp giọng khuyên nhủ: được rồi, chớ cùng tiểu hài tử so đo. Hắn ngượng ngùng mà nói: vậy là đương nhiên a, hà tất cùng miệng còn hôi sữa không hiểu thị phi, không phân biệt hắc bạch mao đầu tiểu tử so đo. Lam Khải Nhân trông chừng quan tài vận chuyển lên xe, một lần nữa ra cố nhìn lại, ngạc nhiên nói: vong cơ đâu này? Hắn vừa mới còn tính toán đem Lam vong cơ bắt quay về Vân Thâm Bất Chi Sử, muốn cùng hắn gấp rút nói chuyện, ai ngờ nháy mắt người đã không thấy tăm hơi. Đi vài vòng, dương giọng: vong cơ. Lam Tư Truy nói: ta nói với Ngụy tiền bối, chúng ta mang theo tiểu bình quả, liền ở ngoài miếu, Hàm Quang Quân cùng với hắn cùng đi xem tiểu bình quả. Sau đó thế nào, không cần phải nói. Lam Khải Nhân nhìn Lam Hy Thần còn đang đi chậm chạp sau lưng mình, hung hăng thở dài một hơi, phẩy tay áo bỏ đi. Kim Lăng nghe được Ngụy Vô Thiện cùng Lam Vong Cơ không thấy, vội vàng chạy đi, suýt nữa tại Quan Âm miếu ngưỡng cửa đẩy ta một phát, nhưng mà vội nữa, cũng đuổi không kịp hai người kia cái bóng. Tiên tử vòng quanh hắn vui vẻ địa đảo quanh, ha ha thề. Giang Trừng đứng ở Quan Âm miếu cổng môn một gốc cây chọc trời dưới cổ mộc, quay đầu lại nhìn hắn, lạnh lùng mà nói: đem mặt lau lau. Kim Lăng dùng sức chùi mắt lau mặt nói: người đâu? Giang Trừng nói: đi. Kim Lăng mất giọng: người cứ như vậy để cho bọn họ đi. Giang Trừng châm chọc nói: bằng không thì sao? Lưu lại ăn cơm chiều. Nói đủ 100 câu cảm ơn ngươi, thật xin lỗi. Kim Lăng nóng nảy, chỉ vào hắn nói: không kỳ quái bọn họ muốn đi, đều là bởi vì ngươi. Cậu ngươi như vậy chán ghét. Nghe vậy, Giang Trừng trợn mắt giương tay, mắng: đây là ngươi đối với trưởng bối nói chuyện. Còn nhiều lời ư, ngươi muốn ăn đòn. Kim Lăng cái cổ co rụt lại, tiên tử cũng kẹp lấy cái đuôi, Giang Trừng một cái tát kia lại không rơi xuống hắn, mà là vô lực thu trở về. Hắn bực bội mà nói: câm miệng a. Kim Lăng, câm miệng a, chúng ta trở về, mỗi người quay về nơi mình ở. Kim Lăng giật mình, chần chờ một lát ngoan ngoãn ngậm miệng. Ủ rũ cục đầu cùng Giang Trừng một chỗ sóng vai đi vài bước, hắn lại ngẩng đầu lên nói: cậu, ngươi vừa rồi có lời muốn nói. Trầm mặc nửa ngày, Giang Trừng lắc đầu nói: không có gì hảo nói. Muốn nói gì? Nói, năm đó ta cũng không phải là bởi vì cố ý muốn về Liên Hoa Ổ thu hồi thi thể cha mẹ mới bị Ôn gia bắt lấy. Tại chúng ta chạy trốn đến thị trấn kia, lúc người đi mua lương khô có một đội Ôn gia tu sĩ đuổi theo tới. Ta phát hiện được sớm, rời khỏi chỗ kia trốn ở góc đường, không có bị bắt, có thể bọn họ trên đường tuần tra tiếp qua không lâu sau, muốn đánh lên chỗ mua lương khô của ngươi rồi. Cho nên ta chạy đến, đem bọn họ dẫn đi. Thế nhưng lạc năm đó Ngụy Vô Thiện đem kim đan mổ cho hắn, không dám nói cho hắn biết chân tướng, hiện giờ Giang Trừng cũng không có biện pháp lại nói ra. Ma đạo tổ sư,
Mạc Hương Đồng Xú. Chương 111 quên ước 1. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ chạy đi thật xa cũng không thấy người bên ngoài đuổi theo, rốt cục xác định Lam Khải Nhân một đám không có tâm tư để ý tới bọn họ. Ngụy Vô Tiện cưỡi tiểu bình quả trên lưng, nói, dù sao bên kia cũng không có gì không hai chúng ta xuất hiện không thể sự tình cứ như vậy đi. Quay đầu nhìn một cái thấy Lam Vong Cơ gật gật đầu, đem dây thừng của tiểu bình quả nắm tiếp tục đi. Việc của ai, người đó mới giải quyết được. Cho dù là đệ đệ của Lam Hy Thần, bây giờ Lam Vong Cơ dù có giúp hắn cũng vô dụng. An ủi mất thêm thời gian mà thôi. Ngụy Vô Tiện yên lặng đưa mắt nhìn một hồi trong tay Trần Tình, lần nữa đem nó cắm vào hông. Thời điểm hai người rời đi, Ngụy Vô Tiện quay đầu lại nhìn Ôn Ninh. Ôn Ninh hướng hắn mỉm cười, lắc đầu. Ý kiến của hắn vô cùng rõ ràng, không có ý định đi cùng họ. Sau ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên Ôn Ninh không đi cùng hắn, tự có quyết định của mình. Ngụy Vô Tiện đoán, hắn có chuyện riêng muốn làm. Đây cũng chính là kỳ vọng từ trước đến nay của hắn. Ôn Ninh rốt cuộc cũng không phải thật sự là tôi tớ của hắn, một ngày nào đó hắn cũng sẽ đi con đường riêng của hắn, nhưng là khi ngày này đến, lại làm người ta có chút đau lòng. Hiện tại cùng ở bên cạnh hắn, cũng chỉ có một người là Lam Vong Cơ. Thật may, người mà hắn muốn ở bên cạnh cũng chỉ có Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ bờ mông tiểu bình quả. Trên người nó chất đầy thứ cổ đeo túi, bên trong tràn đầy quả táo, có lẽ là tô tớ Lam gia chuẩn bị cho nó làm thức ăn. Ngụy Vô Tiện từ bên trong túi lấy ra một quả táo, đưa đến bên miệng mình, nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của Lam Vong Cơ cắn một miếng táo ờm, vô cùng ngọt. Tiểu bình quả thấy quả táo của mình bị người vô sỉ ăn vụng, tức giận đến lỗ mũi sôi trào, chân như muôn khuỵu xuống. Ngụy Vô Tiện không đếm xỉa tới nó, bàn tay giơ lên, đem quả táo ăn dở đến miệng nó, bỗng nhiên nói, Lam Trạm. Nghe ngữ khí của hắn có chút cổ quái, Lam Vong Cơ chuyển mắt nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện duỗi ra tay trái, nâng cằm hắn lên, cúi người đem bờ môi của mình dán lên. Qua thật lâu, Ngụy Vô Tiện mới cùng hắn tách ra một chút, mi mắt chạm nhau, thấp giọng nói, như thế nào đây? Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện nói, ngươi làm gì thế không hỏi ta vì sao bỗng nhiên như vậy? Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện nói, muốn ta tự biên tự diễn sao? Ngụy Vô Tiện tập mãi thành thói quen mà nói, được rồi, ta tự tiếp tục vậy. Chỉ là vừa rồi chính ta muốn làm như vậy với ngươi. Ngươi. Còn chưa dứt lời, Lam Vong Cơ bỗng nhiên trở tay ôm cổ của hắn, động tác thô lỗ đem đầu Ngụy Vô Tiện áp hạ xuống, môi hai người một lần nữa môi chạm môi. Tiểu bình quả đang chờ Ngụy Vô Tiện chợt sợ hãi, cái mồm đang nhai táo cứng lại, an tĩnh như một con lừa gỗ. Mặc kệ tiểu bình quả, hai người bước tới một bụi cỏ. Ngụy Vô Tiện mãnh liệt đem Lam Vong Cơ đẩy ngã tại xuống đồng cỏ. Trận mưa rào ngày trước vẫn còn ẩm ưa thấm ướt bạch y của Lam Vong Cơ, nhưng rất nhanh đã bị Ngụy Vô Tiện cởi xuống. Hắn nhẹ giọng nói, đừng nhúc nhích. Cổ, miệng Ngụy Vô Tiện đều là hương cỏ xanh tê mát. Còn trên người Lam Vong Cơ lại là mùi đàm hương lãnh đạm. Hắn quỳ gối giữa hai chân Lam Vong Cơ, từ trán y một đường hôn xuống. Mi tâm, chóp mũi, hai gò má, bờ môi, cằm. Yết hầu, xương quai xanh, ngực. Một đường đi xuống, vô cùng thành kinh. Hôn đến gần bụng, tiếp tục đi xuống, dây buộc tóc theo đầu vai hắn mà rơi xuống, cùng với hô hấp vụn vặt tại bộ vị nguy hiểm mà trêu chọc vuốt ve. Lam Vong Cơ chịu không nổi nữa, tay nắm chặt vai hắn, Ngụy Vô Tiện nắm lấy cổ tay hắn, nói. Dừng nhúc nhích ta nói, ta tới. Hắn cởi bỏ dây buộc tóc vén lại tóc dài toán loạn cúi đầu. Lam Vong Cơ biết hắn muốn làm gì, thần vi sức loạn thấp giọng nói, không cần. Ngụy Vô Tiện nơi, muốn, liền nhẹ nhàng hàm trụ tiểu Vong Cơ, để răng không cắn phải bộ vị của y, hắn chuyên chú đem vật kia ngậm lấy, nuốt tới tận gốc cảm thấy khó chịu khi bị chạm tới yết hầu. Làm Vong Cơ thấy hắn khó chịu, lo lắng hắn miễn cưỡng chính mình, muốn đẩy hắn ra, nói từ bỏ. Ngụy Vô Tiện đẩy tay hắn ra, bắt đầu phun ra nuốt vào. Lam Vong Cơ nói, ngươi, rất nhanh hắn đã không nói lên lời. Ngụy Vô Tiện từ nhỏ xem sách cấm có thể sánh ngang một gian tàng thư cô Tô Lam Thị,
hắn lại vô cùng thông minh, làm theo những gì hắn đã học được, miệng và lưỡi cùng hoạt động, cẩn thận chăm sóc vật nóng hổi trong miệng, bị hắn ra sức chăm sóc như thế, Lam Vong Cơ muốn khống chế trình mình không làm ra hành động nào đó đáng sợ cũng đã là một sự tra tấn khổ sở. Ngụy Vô Tiện cảm giác hô hấp y ngày càng dồn dập, ngón tay nắm đầu vai hắn ngày càng chặt, đẩy nhanh tốc độ, gò má cùng cổ hắn bắt đầu nóng lên, cảm giác được cỗ nhiệt dịch nóng bỏng rót vào yết hầu. Chất lỏng nóng sền sệt, nồng đậm mùi xạ hương, bỗng nhiên phun vào họng khiến Ngụy Vô Tiện bị sặc, ngay lập tức nhả vật kia ra kéo theo một trận ho khan. Lam Vong Cơ tay chân luống cuống vỗ vỗ lưng hắn, nhổ ra, mau nhổ ra. Ngụy Vô Tiện che miệng, lắc đầu. Đợi một chút, hắn bỏ tay ra, đối diện Lâm Võng Cơ, há miệng cho hắn xem, nói, nuốt rồi. Đầu lưỡi đỏ tươi, môi đỏ bừng, khóe miệng còn dính chút bạch chọc, hàm miệng thiếu ý. Lam Vong Cơ ngẩn người nhìn hắn, không nói lên lời. Tiên môn danh sĩ ngày thường lãnh đạm đoan chính, giờ khắc này ý chí bị đanh nát bấy, khóe mắt lông mày đều phiếm màu hồng phấn, thêm vài phần diễm lệ, giống như vừa bị khi dễ. Thấy dáng vẻ này của y, trong lòng Ngụy Vô Tiện không ngừng thích chí, vai trần ôm lấy y, không ngừng hôn khóe miệng cùng mí mắt Lam Vong Cơ, nói, ngoan, đừng sợ. Lần sau ngươi ăn ta, nhớ phải thể hiện tốt đấy, biết chưa? Bên môi vẫn còn vương bạch chọc của Lam Vong Cơ, lại hôn như vậy, khóe miệng Lam Vong Cơ cũng dính vào, lại nhìn biểu tình có phần ngốc ngốc của y, nhìn vô cùng đáng yêu. Ngụy Vô Tiện tiếp tục hôn y, nói, Lam Trạm, ta thích ngươi quá đi mất. Lam Vong Cơ nhìn hắn, không biết có phải ảo giác hay không, Ngụy Vô Tiện cảm thấy trong ánh mắt y có thêm một tầng tơ máu. Ngụy Vô Tiện vẫn chưa cảm nhận được ánh mắt ẩn nhẫn mạnh mẽ của y, rất nhanh không ẩn nhẫn được nữa, còn tưởng hắn làm chưa đủ, nói tiếp, chúng ta sau này vẫn luôn như vậy, được không? Đột nhiên, Lam Vong Cơ bổ nhào lên, đè hắn trên mặt cỏ. Nháy mắt hai người đảo vị trí. Cảm giác Lam Vong Cơ cắn tới cắn lui trên người mình, Ngụy Vô Tiện cười cười đầy đầu của y, nói, ngươi không phải vội như vậy, ta đã nói lần sau ngươi có thể. Hắn bỗng cảm thấy đau đớn từ hạ thân truyền tới, a một tiếng, hơi nhíu nhíu mày nói, Lam Chạp, ngươi đem thứ gì bỏ vào thế? Cảm giác mà hắn thu được ngón tay thon dài, chỉ thuận miệng hỏi một chút, theo bản năng khép lại hai chân, lại cảm giác được dị vật dưới thân, bởi vì ngón tay thứ hai cũng chui vào. Ngụy Vô Tiện tuy xem nhiều Đông Cung đồ, nhưng lại chưa từng xem qua tranh Long Dương, hắn với phương diện này không có hứng thú, cũng không có ý định sẽ làm cái kia, bởi vậy hắn nghĩ tình yêu nam nam chính là hôn hôn ôm ôm, nhiều nhất là dung miệng với tay, sâu hơn vẫn chưa tìm hiểu. Hiện tại bị Lam Vong Cơ đè trên mặt cỏ, lại bị ngón tay khuếch trương, mới mơ hồ cảm thấy không chỉ có như vậy. Ngoài một chút đau đớn, thì còn cảm thấy có chút kinh ngạc và buồn cười. Đến khi cảm nhận được ngón tay thứ ba, hắn cười không nổi nữa. Hắn cảm thấy chướng đến khó chịu, ba ngón tay so với vật kia còn kém xa. Hắn nói, Lam Chạm, từ từ, ngươi bình tĩnh chút, cái này có thể chứ, ngươi xác định không tính sai. Là dùng nơi này sao? Ta cảm thấy không? Lam Vong Cơ như không nghe thấy lời hắn nói, thô lỗ lấp kín miệng hắn, thân thể trầm xuống, đưa chính mình vào. Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt, hai chân gập lên. Thân thể hai người gắt gao kề sát, ngực đập thình thịch, hơi thở hỗn loạn. Thanh âm Lam Vong Cơ có chút khàn khàn, "Thực xin lỗi, ta nhịn không nổi." Nhìn hai mắt hắn đỏ lên, nghẹn tới khó chịu, Ngụy Vô Tiện liều mình, cắn răng nói, "Nhịn không được thì đừng có nhẫn. Hiện tại ta nên làm gì?" Lam Vong Cơ nói, "Thả lỏng." Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm nói, "Được, thả lỏng, thả lỏng." Thời điểm hắn vừa thả lỏng, Lam Vong Cơ liền tiếp tục đẩy mạnh, Ngụy Vô Tiện không kìm được mà thắt chặt mông cùng bụng. Lam Vong Cơ nói, rất đau sao? Ngụy Vô Tiện ôm y, thân thể không khống chế được mà run run, dưng dưng nói, đau à, đây là lần đầu tiên của ta, tất nhiên là đau rồi. Nói xong câu này, hắn cảm giác tiểu Lam Vong Cơ càng cứng. Phần mềm mại yếu ớt bị thứ cứng rắn mạnh mẽ không thuộc về mình đâm chọc tư vị thì khỏi cần nói. Nhưng mà nghĩ đến hắn chỉ nói một câu đơn giản như vậy, Lam Vong Cơ sẽ có phản ứng, Ngụy Vô Tiện không kìm được mà bật cười. Đều là nam nhân, hắn biết Lam Vong Cơ hiện tại có bao khó chịu, nhưng y vẫn kìm chế bản thân, cũng không mạnh mẽ tiến vào.
Trong lòng Ngụy Vô Tiện bỗng mềm như nước, chủ động ôm cổ y kéo xuống, bên tai y thủ thỉ, Lam Trạm tốt, nhị ca ca, làm sao bây giờ, ngươi mau hôn ta đi, hôn ta thì sẽ không đau nữa. Vành tai trắng nõn của Lam Vong Cơ đỏ bừng, y khó khăn nói, đừng, đừng kêu như vậy. Ngụy Vô Tiện thấy y nói lắp cười to, không thích nha, ta đổi cách gọi khác vậy. Cơ đệ đệ, Trạm nhi, Hàm Quang, ngươi thích cái nào? Lam Vong Cơ cắn môi hắn, hạ thân tiến tới tận cùng. Tiếng kêu to của Ngụy Vô Tiện đều bị giữ lại trong cuống họng, hai tay gắt gao nắm vai y, cau mày, khóe mắt tràn ra nước mắt, hai chân cứng đờ vòng qua eo y bất động. Lam Vong Cơ lúc này mới thanh tỉnh, hít mấy hơi, nói thực xin lỗi. Ngụy Vô Tiện lắc đầu, miễn cưỡng cười nói, ngươi đã nói ta và ngươi là một thể, vĩnh viễn không cần nói những lời này. Lam Vong Cơ cẩn thận từng hôn hắn, động tác hơi có vẻ ngốc. Ngụy Vô Tiện nheo lại con mắt, hé miệng để cho y xâm nhập đầu lưỡi triền miên, mơ hồ nhìn thấy vết sẹo dưới xương quai xanh của Lam Vong Cơ. Hai tay hắn chùm lên vết thương kia, nói, Lam Trạm, ngươi nói cho ta biết, vết sẹo này có liên quan đến ta không? Trầm mặc một lát, Lam Vong Cơ nói, không có gì. Lúc ấy ta uống nhiều quá. Hạ Tẩy Bất Giả Thiên, Ngụy Vô Tiện bị đuổi về Loạn Tán Cương, còn y chịu 3 năm cấm túc, hết thời gian bế quan, chuyện thứ nhất mà y nghe được chính là thiên địa luân hồi, ác giả ác báo, Di Lăng lão tổ thân chết hồn tiêu. Trên đỉnh núi tìm kiếm, ngoại trừ lửa lớn thiêu đốt, thứ y tìm được là Ôn Huyền đang sốt cao hôn mê, hơi thở thoi thóp, không tìm được gì nữa chấm CSO, dù là một khối xương cốt, một mảnh thịt nát, hay một chút tàn hồn. Trên đường về Vân Thâm Bất Chi Sử, Lam Vong Cơ dừng lại tại Cô Tô Thải Y Trấn mua một bình thiên tử tiếu. Đây là vò rượu đầu tiên y mua, cũng là vò mà y uống cạn, rượu rất thơm, thuần vị, cũng thực cay. Có lẽ đây là hương vị người kia sẽ thích. Uống rượu mà hắn từng uống, nhận lấy thương tổn mà hắn từng chịu, sau khi tỉnh dậy, Lam Vong Cơ không nhớ chút gì, nhưng trên ngực lại có thêm vết thương giống hệt năm đó Ngụy Vô Tiện tàn sát Huyền Vũ tại đáy động, kho tàng đoạt từ Kỳ Ôn Sơn thì cũng bị mở ra. Môn sinh dưới trướng y nhìn y thực kinh hoàng, cũng thực khiếp sợ. Lam Khải Nhân khổ sở cũng thực tức giận, lại có Lam Hy Thần một bên khuyên nhủ, cuối cùng cũng không trách phạt y. 3 năm cấm túc, của trách hay trách phạt cũng qua nhiều rồi, ông thở dài cũng không phản đối Lam Vong Cơ giữ Ôn Huyền lại nữa, cho đến bây giờ, miệng vết thương này cũng đã kết phải 13 năm. Lam Vong Cơ bắt đầu đưa đẩy, Ngụy Vô Tiện nhắm chặt mắt cắn răng, nhẹ nhẹ hút khí tùy ý Lam Vong Cơ luật động trên người mình. Chờ đến lúc thích ứng được với dị vật, Ngụy Vô Tiện vô tình vặn vẹo eo. Một cỗ tê dại truyền đến từ hạ thân, theo cột sống bò đến toàn thân. Ngụy Vô Tiện phát hiện vị trí mẫn cảm của mình, tay hắn sờ loạn mái tóc dài ướt nhẹp của Lam Vong Cơ, chỉnh chỉnh dây buộc trán, cười cười, mềm giọng nói. Bên trong ta thoải mái sao? Lam Vong Cơ cắn môi hắn, mạnh mẽ vận động thay cho câu trả lời, Ngụy Vô Tiện bị làm đến ướt đẫm mồ hôi, toàn thân lấp lánh ánh nước, miệng thở hổn hển nhưng vẫn nói hưu nói vượt, Lam Trạm. Xong rồi, chúng ta tam bái còn thiếu bái cuối cùng, vẫn chưa có thành thân đâu. Chưa thành thân mà đã vượt rào, ngươi biết như này gọi là gì không? Thúc phụ ngươi mà biết chắc chắn sẽ bị nhốt lồng heo. Lam Vong Cơ hung dữ nói. Sớm đã xong rồi. Bị đỉnh mạnh một cái, Ngụy Vô Tiện thông khoái mà ngửa cổ, lộ ra yết hầu, bị Lam Vong Cơ cắn lên. Khoái cảm quá mức mãnh liệt khiến Ngụy Vô Tiện thẫn thờ một chút, mơ mơ màng màng, trong lòng nhảy ra một ý nghĩ. Không thể tin được, mẹ nó, tại sao năm 15 tuổi không cùng Lam Trạm làm chuyện này. Tốt nhất là chui vào bụng mẹ đầu thai lại đi. Lam Vong Cơ trên đường cơ hồ mặt than như cũ, không biết tán tỉnh lại chả biết hoa ngôn thiếu ngữ. Ngụy Vô Tiện mơ hồ trong chốc lát, vừa tỉnh táo lại bắt đầu thao thao bất diệt, bên tai y nói, dâm ngôn uế ngữ, Lam nhị công tử, ngươi bắt đầu thích ta khi nào? Nếu ngươi đã thích ta từ trước sao không đem ta làm? Nhà ngươi ở Vân Thâm Bất Chi Sử đúng là địa điểm không tồi nha, lúc ta chuồn ra ngoài thì trói ta lại, giống như bây giờ đem ta đè lên bãi cỏ làm a làm. Ta, nhẹ một chút, ta là lần đầu, điểm nhẹ một chút. Như thế nào, tiếp tục sức ngươi lớn như vậy, ta nhất định không phản kháng được, ta kêu lên ngươi có thể bịt miệng ta lại. Tàng thư các nhà ngươi cũng không tồi, sách rơi lung tung đầy đất, chúng ta có thể mua mấy quyển Long Dương đồ tư thế nào cũng được. Ca. Ca, nhị ca ca, tha mạng, tha mạng, tha mạng cho ta đi, ta không nói nữa,
ngươi lợi hại, ngươi rất lợi hại. Ta chịu không nổi, thực sự không được nữa, đừng như vậy. Lam Vong Cơ cơ bản không chịu nổi trêu chọc của ả hắn, vừa rồi đỉnh chục cái đã khiến lục phủ ngũ tạng Ngụy Vô Thiện như đảo lộn, hắn đành phải xin khoan dung. Lam Vong Cơ ngược lại càng mãnh liệt hơn. Ngụy Vô Thiện bị y đè ép hơn nửa canh giờ, tư thế cũng chưa đổi, eo mông đã tê dần, cứ ma sát qua lại, vừa rau lại vừa ngứa, cứ như bị hàng ngàn con kiến cắn. Nếm phải hậu quả mà mình gieo, Ngụy Vô Thiện một bên lấy lòng mà hôn y, một bên không hề tôn nghiêm nói: "Nhị ca ca xin ngài thương xót để lại cho tiểu nhân một mạng. Tương lai còn dài, lần sau tiếp tục treo lên nha. Hôm nay tha cho ta một mạng, Hàm Quang Quân uy vũ, Di Lăng lão tổ thua rồi, thất bại thảm hại, ngày sau tái chiến." Trán Lam Vong Cơ nổi lên gân xanh, gian nan nói từng câu từng chữ, thật muốn chặn miệng ngươi lại. "Ngươi, câm miệng đừng nói nữa." Ngụy Vô Thiện nói, "Đây là miệng ta nói chứ không phải ta muốn nha. Lam Trạm, trước ta có nói muốn cùng ngươi ngày nào cũng lăn giường, câu nói kia ngươi có thể coi như chưa nghe qua không?" Lam Vong Cơ, "Không thể." Ngụy Vô Thiện tan nát cõi lòng, "Sao ngươi lại như vậy chứ? Từ trước đến giờ ngươi chưa từng cự tuyệt ta điều gì cả." Lam Vong Cơ mỉm cười, "Không thể." Nhìn y tươi cười như vậy, mắt Ngụy Vô Thiện sáng lên, một hồi như bay lên, không biết bản thân đang ở nơi nào cả, nhưng mà hắn ngay lập tức thấy bức tranh mưa thuận gió hòa này có chút không ổn, lại bị động tác của y làm cho khóe mắt trào ra nước mắt, tay nắm lấy cỏ, khàn giọng nói, "Vậy 4 ngày, đổi thành 4 ngày một lần được chưa, 4 lần không được thì 3 ngày cũng được." Cuối cùng giọng nói hữu lực của Lam Vong Cơ vang lên, rất có khí phách hạ kết luận, mỗi ngày chính là mỗi ngày. Ma đạo tổ sư, Mạc Hương Đồng Xú. Chương 112, quên ước 2. 3 tháng sau, Quảng Lăng. Trên một ngọn núi nhỏ, một đám thôn dân tay cầm bó đuốc nông cụ làm vũ khí phòng thân, chậm rãi lên núi bao vây. Ngọn núi này trên có một phần mộ hoang, gần mấy tháng qua không an bình, dân cư dưới chân núi luôn bị cô hồn dã quỷ ở phần mộ này quấy nhiễu, rốt cục không thể nhịn được mời mấy vị tu sĩ trên đường đi ngang qua cùng lên núi diệt trừ nguyên nhân. Mộ phần cũ nát, côn trùng kêu vang, cỏ dại mọc cao đến nửa người, không biết còn có cái gì tồn tại bên trong, chờ đợi thời cơ làm khó dễ. Mọi người lo lắng vài cỏ dại, dùng bó đuốc chiếu sáng, lại thấy là do bản thân lo sợ bóng gió. Vài người tu sĩ kia cầm trong tay trường kiếm, dẫn theo những thôn dân này, cẩn thận từng ly từng tí đi ngang qua thảm cỏ, tiến vào rừng rậm. Trong rừng rậm chính là cái nghĩa địa kia, đá và gỗ từ những mộ bia hỏng lệch ra, ngược lại tiếng gió rít thê lương. Vài người tu sĩ liếc nhau, lấy ra phù triện chuẩn bị tiêu diệt tai họa. Thấy bọn họ thần sắc tự nhiên, tình huống có lẽ cũng không khó giải quyết, mấy người thôn dân thở ra một hơi. Bọn họ đang thả lỏng, chợt nghe, ba, một tiếng thật lớn, một cỗ thi thể huyết nhục bị ném tới trên mặt đất. Thôn dân đứng gần nhất hét thảm một tiếng, ném bó đuốc né ra. Ngay sau đó, cỗ thứ hai, thứ ba, thứ tư máu chảy đầm đìa cũng ngã xuống, giống như là từ trên trời rớt xuống mưa thi thể, không ngừng rơi xuống, trong rừng rậm tiếng gió nhất thời gào thét nổi lên 4 phía. Vài người tu sĩ còn chưa thấy qua trận chiến như vậy, chấn kinh nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra dũng khí, người cầm đầu quát không được chạy thục mạng. Không nên kinh hoàng, bất quá là tai họa nhỏ mà thôi. Còn chưa nói xong, hắn bị người nhéo ở cái cổ, thanh âm lập tức im bặt. Hắn nhìn thấy một thân cây. Có một người ngồi trên cây, vạt áo đen rủ xuống, một đôi giày đen, nhẹ nhàng lắc lư, rất thoải mái, rất mãn nguyện. Người này bên hông đeo một cây sáo phía dưới buông xuống một bông hoa đỏ tươi như máu, cũng ung dung lay động. Vài người tu sĩ nhất thời biến sắc. Các thôn dân nguyên bản đã bắt đầu hoảng loạn, nghe hắn hét lớn, vừa mới trấn tĩnh lại, ai ngờ thấy vài người tu sĩ sắc mặt trắng bệch quay người cất bước bỏ chạy, một trận gió trong chớp mắt liền vọt ra dày đặc, vứt bỏ lại bọn họ không để ý, cũng đoán được trên núi có tai họa khó lường, những cái này tu sĩ cũng không có biện pháp, trong chớp mắt hồn phi phách tán, trong khoảnh khắc chim thú trốn sạch. Một thôn dân chạy chậm ngã một phát miệng đầy bùn, vốn tưởng rằng lạc đàn chết chắc rồi, lại đột nhiên nhìn thấy một bạch y nam tử đứng phía trước, con mắt không tự chủ được sáng ngời. Nam tử này lưng đeo trường kiếm, không biết có phải vật liệu đặc thù hay không, tựa hồ quanh thân đều bao phủ bạch quang, trong rừng rậm u ám toát ra tiên khí, không giống phàm nhân. Hắn lập tức cầu xin nói, công tử, vị công tử này, cứu mạng, có quỷ a, mau 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 đưa này yêu.
Lời còn chưa dứt lại là một cỗ thi thể rơi ở trước người hắn. Thi thể kia trương phình, máu me đầm đìa vừa vặn cùng hắn đối mặt. Thôn dân này sợ tới mức ngất đi, nam tử kia nói với hắn một chữ, đi. Tuy chỉ có một chữ, thôn dân này đột nhiên cảm thấy an tâm, giống như lấy được lệnh miễn tử, bỗng nhiên tràn đầy khí lực đứng lên không quay đầu lại bỏ chạy. Bạch thi nam tử thấy trong rừng rậm toàn là huyết thi bò ngang dọc, tựa hồ khôn biết nên đánh giá thế nào. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, hắc y nam tử ngồi trên cành cây trước kia trong chớp mắt vọt đến trước người hắn, liền đưa hắn đặt lên một thân cây, nhẹ giọng, ồ, đây không phải băng thanh ngọc khiết hàm quang quân lâm vòng cơ nhà, đến địa bàn của ta làm cái gì? Bốn phía là huyết thi, đang mờ mịt hoặc giữ tợn nỗ lực bò qua bò lại, người này duỗi ra một tay xanh trên cành cây, lam vong cơ bị nhốt trong thân cây đó, mặt không biểu tình. Chỉ nghe người này lại nói, người đã đem mình tới cửa ta đây liền. Ai ai ai, lam vong cơ một tay liền đem hai cổ tay hắn đều khóa. Tình thế nghịch chuyển, hắc y nhân bị quản chế kinh ngạc nói, trời ạ, hàm quang quân, ngươi quá lợi hại, không dám tin tưởng, làm cho người chấn kinh, không thể tưởng tượng, ngươi cư nhiên dùng một tay liền chế phục ta, ta căn bản không có biện pháp phản kháng. Nam nhân đáng sợ, lam vong cơ, tay của hắn không tự chủ được bắt càng chặt hơn. Đối phương kinh ngạc biến thành kinh khủng, a, đau quá. Bỏ qua cho ta đi, hàm quang quân, ta lần sau cũng không dám. Ngươi đừng bắt ta, ngươi cũng ngàn vạn đừng đem ta trói lại, lại đừng đem ta áp đến trên mặt đất. Nhìn ngôn ngữ của hắn càng lúc càng khoe khoang, lam vong cơ đầu lông mày rực rực rốt cục lên tiếng ngắt lời nói. Đừng đùa. Ngụy Vô Tiện đang rất hăng say, kinh ngạc nói, vì cái gì a, ta cầu xin tha thứ còn chưa có cầu xong đâu. Lam vong cơ nói, ngươi đang cầu xin, đừng đùa. Ngụy Vô Tiện hướng hắn dán qua, nhẹ giọng, đây không phải ngươi yêu cầu à? Mỗi ngày chính là mỗi ngày. Mặt hắn tiến quá gần, phảng phất muốn hôn lam vong cơ, thế nhưng là lại chậm chạp không chịu dứt, môi hai người cách nhau một đoạn, hơi thở mong manh, đem tê không tê, dục vọng hôn không hôn. Như thế trêu chọc một lát, lam vong cơ màu sáng con ngươi lóe sáng, hơi động một chút, tựa hồ kiềm chế không được, muốn chủ động hôn hắn. Ngụy Vô Tiện lại một lần từ ngưỡng mặt lên, sai mở môi của hắn. Hắn giãn mày nói, con dế. Lam vong cơ. Ngụy Vô Tiện nói, gọi ca ca ta. Con dế liền cho ngươi thân. Lam vong cơ bờ môi hơi động một chút. Hắn cả đời này còn chưa bao giờ dùng kèm xưng hô thân mật với người bên ngoài, coi như là đối với Lam Hy Thần cũng từ trước đến nay đâu ra đấy gọi huynh trưởng. Ngụy Vô Tiện hướng dẫn nói, kêu một tiếng nghe một chút nha. Ta cũng gọi ngươi nhiều như vậy, kêu xong hôn còn có thể làm cái khác. Cho dù lam vong cơ vốn sắp kêu, nghe xong một câu này, cũng bị Ngụy Vô Tiện đánh bại, cuối cùng không thể kêu ra mi nhinh, nhẫn nhịn một hồi, suốt một câu. Không biết xấu hổ. Ngụy Vô Tiện nói, ngươi như vậy dùng một tay cầm lấy ta không mệt mỏi sao? Chỉ còn một tay làm việc nhiều bất tiện a. Bình tĩnh lại, lam vong cơ nho nhã lễ độ mà nói, vậy xin hỏi ta nên làm như thế nào? Ngụy Vô Tiện nói, ta dạy ngươi rồi, ngươi đem dây buộc trán tháo xuống chói tay của ta chẳng phải dễ dàng. Lam vong cơ lẳng lặng nhìn hắn cười hì hì, chậm rãi đem dây buộc hạ xuống, triển khai cho Ngụy Vô Tiện nhìn. Trong chớp mắt cột tay hắn lại, nặng nề mà đem hai tay Ngụy Vô Tiện này ấn lên đỉnh đầu hắn cố định chui vào cổ hắn. Đúng vào lúc này, trong bụi cỏ đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Hai người trong chớp mắt tách ra. Lam vong cơ bắt lấy tị trần, lại không có tùy tiện xuất kiếm, bởi vì tiếng kêu sợ hãi rất là thanh thúy mềm mại, rõ ràng cho thấy là tiểu hài tử, nếu ngộ thương người qua đường kia liền không tốt. Bụi cỏ lay động, dấu vết càng ngày càng xa, xem ra là chạy trốn. Ngụy Vô Tiện cùng Lam vong cơ đuổi theo vài bước, dưới sườn núi truyền tới một giọng nữ tử vui mừng, Miên Miên, ngươi không có chuyện gì à? Ngươi sao có thể tại nơi này chạy loạn, hù chết nương. Ngụy Vô Tiện khẽ giật mình, Miên Miên. Vừa cảm thấy cái tên này rất là quen tai, hắn nhất định có nghe qua, một giọng nam tử trách nói, đã kêu ngươi săn đêm đừng có chạy lung tung, ngươi còn một mình xông về phía trước bị quỷ ăn thì ta và mẹ làm thế nào? Miên Miên, làm sao vậy, như thế nào? Một câu cuối cùng hẳn là đang hỏi nàng kia Thanh Dương, ngươi mau nhìn xem, Miên Miên không có xảy ra vấn đề gì à? Như thế nào thành bộ dáng này, có phải hấy cái gì thứ không nên thấy không? Đúng là,
thấy cái không nên thấy. Lam Vong Cơ xem xét Ngụy Vô Thiện liếc một cái, Ngụy Vô Thiện vô tội quay về nhìn hắn, làm khẩu hình nói, nghiệp chướng a. Rõ ràng không có cố ý hại tiểu bằng hữu, Lam Vong Cơ lắc đầu. Bọn họ ra khỏi nghĩa địa đi về sườn núi, ba người lập tức kinh ngạc lại cảnh giác mà nhìn về phía bọn họ. Một nam một nữ là vợ chồng, đều ngồi chồm hổm trên mặt đất, chính giữa đứng là tiểu cô nương ước chừng mới 10 tuổi. Nàng dung mạo có chút thanh lệ, bên hông đeo bội kiếm, nhìn thấy Ngụy Vô Thiện lập tức rút ra, mũi kiếm chỉ hắn, quát người nào. Ngụy Vô Thiện nói, mặc kệ là người nào tóm lại là người, không phải là những thứ khác. Nàng kia còn muốn lên tiếng, lại thấy được sau lưng Ngụy Vô Thiện là Lam Vong Cơ, nàng lúc này khẽ giật mình, nói, Lam nhị công tử. Lam Vong Cơ vậy mà không có đeo dây buộc trán, trong khoảng thời gian ngắn, nàng vậy mà không dám xác nhận, nếu không phải gương mặt đó làm cho người thấy khó quên, e rằng còn muốn chần chờ một hồi. Nàng đưa ánh mắt rời về đến trên người Ngụy Vô Thiện, hoảng hốt một hồi, nói, vậy, vậy là ngươi là... Di Lăng lão tổ quay về hậu thế tin tức sớm đã truyền ra, hiện tại ở cùng với Lam Vong Cơ, nhất định là hắn, bởi vậy bị nhận ra cũng không kỳ quái. Ngụy Vô Thiện thấy nàng mơ hồ có vẻ kích động, tướng mạo lại có chút quen mặt, thầm nghĩ, chẳng lẽ vị phu nhân này biết ta? Ta cùng nàng có cửu oán, trêu chọc qua nàng, không đúng a, ta không nhận ra ai gọi là Thanh Dương cô nương. Ta, Miên Miên. Ngụy Vô Thiện chợt nói, ngươi là Miên Miên. Nam tử kia trợn mắt nói, người kêu nữ nhi ta làm gì? Nguyên lai, người kia rồi mới chạy loạn không cẩn thận cắt ngang bọn họ là tiểu cô nương, danh tự gọi là Liên. Ngụy Vô Thiện cảm thấy có phần có ý tứ, một người là Miên Miên lớn, một người là Miên Miên nhỏ. Lam Vong Cơ đối với nàng kia gật đầu bày ra lễ, nói, La cô nương. Nàng kia đem tóc tán loạn bên gò má lướt đến sau tai, hoàn lễ nói, Hàm Quang Quân. Lại nhìn hướng Ngụy Vô Thiện, nói, Ngụy công tử. Ngụy Vô Thiện đối với nàng kia cười nói, La cô nương. Ta, lúc này ta cũng biết ngươi tên là gì. La Thanh Hàm chứa ngượng ngùng cười cười, tựa hồ nhớ tới chuyện cũ năm xưa, rất có ý thức đem nam tử kia kéo lên, nói, đây là phu quân ta. Nam tử kia cảm thấy bọn họ cũng không phải là người xấu, sắc mặt hòa hoãn lại, hàn huyên vài câu, Ngụy Vô Thiện theo miệng hỏi, không biết này vị tiên sinh này là thuộc gia tộc nào. Nam tử kia rất sảng khoái mà nói, nhà nào cũng không phải. Ta trước kia chính là mở cửa tiệm. La Thanh Dương nhìn qua trượng phu, lại cười nói, trượng phu của ta không phải là người của huyền môn, chỉ là người bình thường. Bất quá, hắn nguyện ý cùng ta săn đêm. Một người bình thường, còn là một nam tử, vậy mà nguyện ý buông bỏ sinh hoạt yên ổn, không sợ phiêu bạt, không sợ nguy hiểm, dám cùng thê tử một chỗ, bôn tàu các nơi, cực kỳ đáng quý, Ngụy Vô Thiện không khỏi cảm thấy kính nể. Không tự chủ được quay đầu lại nhìn Lam Vong Cơ. Bọn họ hiện tại chẳng phải như vậy sao? Hắn nói các ngươi cũng là đến nơi này săn đêm. La Thanh Dương gật đầu nói, đúng vậy. Ta nghe nói đỉnh núi có phần mộ tai họa làm loạn quấy nhiễu dân sinh, khổ không thể tả, bởi vậy đến nơi đây muốn nhìn một chút thể giúp đỡ hay không. Các ngươi nhị vị đã xử lý sạch sẽ sao? Nếu là Ngụy Vô Thiện cùng Lam Vong Cơ đã xử lý, như vậy liền không cần người khác nhúng tay. Ngụy Vô Thiện lại nói các ngươi bị những thôn dân kia lừa, sự tình căn bản không phải như vậy. Là chính bọn họ đào mộ lung tung, đem thi thể người chết vứt bỏ, bị đánh trả. Cũng không phải là tai họa cố ý làm loạn. Chồng La Thanh Dương nghi ngờ, phải không? Có thể coi là đánh trả cũng không cần sát hại vài cá nhân mạng a. Ngụy Vô Thiện cùng Lam Vong Cơ liếc nhau, nói cái này cũng là giả. Căn bản không có xảy ra án mạng, chúng ta điều tra có mấy thôn dân đào mộ bị âm hồn dọa quay về nằm trên giường một đoạn thời gian, còn có một người chạy trốn quá vội vàng, chính mình té gãy chân. Ngoài ra không có thương vong, cái gì chết mấy cá nhân mạng đều là bọn họ nói vừa làm người nghe kinh sợ. La Thanh Dê thở dài, dĩ nhiên là như vậy. Ai, những người kia, biến thành như vậy. Ngụy Vô Thiện nói, vừa rồi ta dọa bọn họ, sau lần này bọn họ hẳn là cũng không dám đi lên đào mộ, tai họa tự nhiên sẽ không đi gây sự với bọn họ. Giải quyết xong, La Thanh Dương nói, nếu bọn họ thỉnh tu sĩ tới cưỡng ép chấn áp. Ngụy Vô Thiện cười nói, ta lộ qua mặt. La Thanh Dương hiểu rõ.
Di Lăng lão tổ đã lộ qua mặt, bị vài người tu sĩ thấy được về sau tất nhiên sẽ khuếch tán tin tức, người bên ngoài biết hắn đã đem vùng này vạch thành địa bàn của mình, các tu sĩ khi ăn tim gấu gan báo còn dám đi lên gây sự với hắn. La Thanh Dương cười nói, nguyên lai như thế, Nhiên Nhiên dọa thành như vậy, còn tưởng rằng nàng gặp được tai họa, nếu có chỗ thất lễ kính xin không cần thiết chú ý. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, không, khả năng chúng ta bên này mới tương đối thất lễ. Trên mặt thì nghiêm túc nói, đâu có khù đến tiểu Miên Miên, cũng tỉnh các ngươi bỏ qua cho. Chồng La Thanh Dương bồng Miên Miên, Miên Miên ngồi ở trên tay phụ thân, gò má sưng lên chừng Ngụy Vô Tiện, một bộ dạng tức giận xấu hổ, lại là khó có thể mở miệng. Ngụy Vô Tiện thấy nàng mặc váy hồng, con mắt thủy tinh bồ đào, khuôn mặt khả ái, rất muốn vặn vặn khuôn mặt của nàng, chung quy là phụ thân người ta ở một bên nhìn chằm chằm, nhéo nhéo bím tóc nàng rủ xuống, chắp tay cười tủm tỉm mà nói, Miên Miên lớn lên cũng thật giống La cô nương ngươi khi còn bé. Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, không nói chuyện. La Thanh Dương vui vẻ, hé miệng cười cười, nói, Ngụy công tử, ngươi nói lời này không chột dạ sao? Ngươi thật đúng nhớ rõ ta khi còn bé hình dạng thế nào? Này hé miệng cười cười, lờ mờ cùng Hồng Y tiểu cô nương năm đó trùng hợp lại với nhau. Ngụy Vô Tiện mảy may không biết xấu hổ, nói, đương nhiên nhớ rõ. Cùng hiện tại cũng không có gì chênh lệch ca. Đúng rồi, nàng mấy tuổi, ta cho nàng tiền. La Thanh Dương cùng trượng phu vội vàng chối từ nói, không cần. Ngụy Vô Tiện cười nói, cần, dù sao không phải là ta xuất, ha ha. Hai vợ chồng nao, Lam Vong Cơ đã lấy ra túi tiền. Ngụy Vô Tiện từ trong tay hắn tiếp nhận, kiên trì muốn tặng cho Miên Miên. La Thanh Dê thấy chối từ không được, liền đối với nữ nhi nói, Miên Miên, nhanh lên cảm ơn Hàm Quang Quân cùng Ngụy công tử. Miên Miên nói, cảm ơn Hàm Quang Quân. Ngụy Vô Tiện nói, Miên Miên là ta đưa cho ngươi nha, ngươi như thế nào không cảm ơn ta? Miên Miên tức giận chừng hắn liếc một cái, mặc kệ hắn trêu chọc chính là không chịu nói chuyện với hắn, chỉ là cúi đầu kéo trên cổ treo một mảnh dây đỏ, lấy ra một cái túi hương tinh xảo, rất quý trọng mà đem tiền thả vào. Hạ Sơn, Ngụy Vô Tiện có chút tiếc nuối cùng bọn họ cáo từ, cùng Lam Vong Cơ cùng đi một con đường khác. Chờ bọn họ thân ảnh tiêu thất, La Thanh Dương trách cứ nữ nhi nói, Miên Miên, không lễ phép như vậy, đó là ân nhân lúc trước đã cứu mạng mẫu thân. Chồng của nàng kinh hãi, phải không? Miên Miên, nghe thấy không, ngươi xem ngươi rất không lễ phép. Miên Miên lầu bầu nói, ta không thích hắn. La Thanh Dương nói, ngươi đứa nhỏ này, ngươi nếu là chán ghét hắn, ngươi sớm tiền ném đi. Miên Miên hồng phác khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở ngực phụ thân, rầm rì nói, hắn làm chuyện xấu. La Thanh Dương không biết nên khóc hay cười, đang muốn nói, chồng của nàng ngạc nhiên nói, Thanh Dương, ta trước kia nghe ngươi nhắc tới vị Hàm Quang Quân này, nhớ rõ hắn xuất thân là thế gia đại nhân vật, tại sao lại xuất hiện ở loại nơi này, săn mồi nhỏ. La Thanh Dương kiên nhẫn đối với trượng phu giảng giải nói, vị Hàm Quang Quân này cùng các khác danh gia danh sĩ không giống nhau. Hắn luôn luôn là gặp loạn thất xuất, chỉ cần là có cầu trợ hắn, vô luận đối tượng cao hay thấp, công lao lớn nhỏ, hắn đều đi đến tương trợ. Trượng phu gật đầu, vừa nghi hoặc mà khẩn trương mà nói, ngược lại là vị danh sĩ kia. Ngụy công tử kia, người nói hắn là đã cứu mạng ngươi, nhưng ít khi nghe ngươi nhắc đến người này. Người trước kia lúc nào gặp nguy hiểm tánh mạng sao? La Thanh Dương ôm Miên Miên, trong mắt sáng rọi chớp động, mỉm cười nói, vậy vị Ngụy công tử nha. Một con đường khác, Ngụy Vô Tiện đối với Lam Vong Cơ nói, không nghĩ tới năm đó một tiểu cô nương, hiện giờ nữ nhi cũng là tiểu cô nương. Lam Vong Cơ nói, ừ. Ngụy Vô Tiện nói, thế nhưng không công bằng a, rõ ràng nàng lúc ấy ngươi đối với ta làm chuyện xấu, vì cái gì nàng nhìn ta tương đối không vừa mắt. Lam Vong Cơ chưa trả lời, Ngụy Vô Tiện lại xoay một vòng, đối mặt Lam Vong Cơ, lui về, vừa đi vừa nói, a ta biết. Kỳ thật tâm lý nàng nhất định yêu thích ta, cùng với người nào đó năm đó đồng dạng. Lam Vong Cơ phủi phủi tay áo không có bụi, nhạt giọng, thỉnh đem bột chán đưa cho ta, Ngụy công tử. Nghe được danh tự, Ngụy Vô Tiện sừng sốt, nửa ngày mới kịp phản ứng, chậc chậc cười nói, ta nói a, Lam nhị công tử, quen có phải hay không?
Lam Vong Cơ rủ mắt xuống, Ngụy Vô Tiện ngăn cản ở trước người hắn, một tay ôm eo của hắn, một tay nâng cằm hắn, nghiêm túc mà nói thực ra a, người hũ giấm chua này uống đã bao nhiêu năm, như thế nào giấu tốt như vậy, ta cũng không có nghe thấy vị chua. Lam Vong Cơ tập mãi thành thói quen phối hợp hắn ngưỡng mặt lên, bỗng nhiên cảm giác có một cái tay chạm vào ngực. Cúi đầu nhìn, tay của Ngụy Vô Tiện cũng đã rút ra cầm lấy một vật, giả bộ kinh ngạc nói, đây là cái gì? Đó là túi tiền Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện tay trái đem món đồ tinh xảo xoay chuyển lên, tay phải chỉ vào nó nói, Hàm Quang Quân nha Hàm Quang Quân, không hỏi tự lấy là trộm. Năm đó bọn họ nói như thế nào nói ngươi, hậu nhân của danh môn. Thế ra đệ tử mẫu mực. Hảo một cái mẫu mực nha, cư nhiên điên cuồng đậm đặc giấm chua trộm túi thơm tiểu cô nương tặng cho ta, dùng nó làm túi tiền của mình, khó trách ta sau khi tỉnh lại khắp nơi đều tìm không ra nó. Nếu không phải là túi của tiểu miên miên cùng nó giống như đúc, ta còn nghĩ không ra nha. Người nha chậc chậc, nói một chút, như thế nào lúc ta hôn mê đem nó đi. Sờ bao lâu, Lam Vong Cơ trên mặt hơi gợn sóng. Vươn tay đoạt lại, Ngụy Vô Tiện đem túi tiền giấu đi, tránh thoát tay của hắn, lùi hai bước nói không lại muốn đoạt à nha. Xấu hổ cái gì nha, cái này cũng muốn xấu hổ, ta cuối cùng biết tính ta vì cái gì không biết thẹn, hai chúng ta thật sự là trời sinh một đôi, nhất định là bởi vì xấu hổ của ta đều để chỗ ngươi, ngươi thay ta thu. Lam Vong Cơ vành tai hiện ra hồng nhạt, mặt vẫn còn nhanh căng thẳng, xuất thủ nhanh chóng, Ngụy Vô Tiện nhanh hơn, để cho hắn nhìn thấy bắt không đến, nói, ngươi trước kia chính mình muốn đem túi tiền cho ta, như thế nào hiện tại lại không đưa cho ta. Ngươi xem ngươi, không riêng trộm đồ vật còn thâu hoan, còn lật lọng xấu xa. Lam Vong Cơ nhào tới, rốt cục bắt lấy hắn, trong ngực chặt chẽ ôm, giải thích chúng ta đã là vợ chồng, không phải là thâu hoan. Ngụy Vô Tiện nói, giữa phu thê cũng không thể luôn là giống như ngươi vậy đối với ta dùng sức mạnh nha, ta có phải hay không thường cầu ngươi. Ngươi bây giờ biến thành cái dạng này, cô Tô Lam thị bị làm cho tức chết. Không thể nhịn được nữa, Lam Vong Cơ hung hăng ngăn chặn miệng của hắn. Ma đạo tổ sư, Mạc Hương Đồng Xú. Chương 113 quên ước. Ngày kế tiếp, hai người tới một cái trấn nhỏ. Ngụy Vô Tiện nhấc lông mày, nhìn qua thấy phía trước thấy một tửu lâu, trên treo một lá cờ, nói đến phía trước nghỉ ngơi đi. Lam Vong Cơ gật đầu, hai người sóng vai bước tới. Sau lần ở Vân Mộng Quan Âm Miếu đêm hôm đó, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cùng đi, mang theo tiểu bình quả đi săn bốn phương, nghe được chỗ nào có tai họa làm loạn quấy nhiễu dân sinh liền đi điều tra, nhấc tay giải quyết thuận tiện du sơn ngoạn thủy, du lịch khắp nơi. Như thế 3 tháng, không nghe đến việc tiên môn, rất tiêu diêu tự tại. Chỉ là hai người không thể vĩnh viễn không để ý đến chuyện bên ngoài, tiêu giao đã lâu như vậy, cũng nên hỏi thăm một chút. Tiến vào tử quán, ngồi vào một góc hẻo lánh, gọi tiểu nhị, xem thái độ của hai người, thấy được bội kiếm bên hông Lam Vong Cơ, lại nhìn cây sáo bên hông Ngụy Vô Tiện, trong nội tâm nhịn không được đem bọn họ so sánh cùng hai vị nào đó. Xem xét hảo một hồi, vị bạch y khách nhân này không có đeo buộc đầu của cô Tô Lam thị, cuối cùng không có dám xác định. Ngụy Vô Tiện muốn uống rượu, Lam Vong Cơ thì chọn vài món thức ăn. Ngụy Vô Tiện nghe hắn trầm giọng gọi vài món rau, một tay chi má trên mặt cười nhẹ nhàng. Chờ tiểu nhị xuống, hắn mới nói, nhiều thức ăn cay như vậy, ngươi nuốt trôi đi sao? Lam Vong Cơ cầm lấy chén trà trên bàn uống một ngụm, nhạt giọng ngồi xuống. Ngụy Vô Tiện nói, trong chén không có trà. Lam Vong Cơ đem chén trà rót đầy, một lần nữa đưa đến bên môi. Một lát sau, hắn lại nói, ngồi xuống. Ngụy Vô Tiện nói, ta ngồi còn không hảo, ta không có giống như trước đem chân để trên mặt bàn. Ẩn nhẫn một lát, Lam Vong Cơ nói, vậy không muốn đem để đi nơi khác. Ngụy Vô Tiện mờ mịt nói, ta thả chỗ nào rồi à? Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện nói, Lam nhị công tử yêu cầu thật nhiều. Nếu không ngươi dạy ta như thế nào ngồi. Lam Vong Cơ đặt chén trà xuống, nhìn hắn, dụ ống tay áo, đang muốn đứng lên hào hào dạy dỗ hắn, trong hành lang kia đột nhiên phát ra tiếng cười to. Trên bàn một người ôm bụng cười nói, má ơi, thật vậy chăng, lão huynh ngươi nói là sự thật, Kim Quang Giao cùng muội muội của mình thông gian, khiến cho chính mình còn không dơ. Ngụy Vô Tiện lập tức ngồi thẳng, cùng Lam Vong Cơ một chỗ nghiêng tai lắng nghe.
Bọn họ chính là vì thám thính tin tức mà đến. Ha 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 ta thao, quả nhiên từ xưa đến nay nói cũng không có sai. Con người, mặt ngoài càng là ngăn nắp, sau lưng lại càng là xấu xa không chịu nổi. Đúng vậy, không có cái gì tốt, cái gì tôn a quân tử a, cái nào không phải là khoác lên tấm da làm cho người ta nhìn. Một người thấp giọng nói nhỏ chút, cũng không phải cái gì tốt. Những người kia cười to, sợ cái gì, ở đây không ai nhận ra chúng ta. Đúng rồi, huống hồ cho dù bị nghe được thì thế nào? Ngươi cho rằng bây giờ Lan Lăng Kim Thị vẫn là Lan Lăng Kim Thị lúc trước? Quản được miệng người bên ngoài sao? Có bản lĩnh giống như trước vậy lại vượt qua à? Không thích nghe nghẹn lấy. Nguyên lai lá thư này nói đều là thực. Đương nhiên là thật, mấy người nhân chứng cũng đều tìm được. Thị nữ Tần Tố còn có lão kỹ nữ kia Kim Quang Giao nghĩ ra loại biện pháp này tuyệt phối tuyệt. Một người liền uống một ngụm rượu, ăn thịt vừa ăn nước bọt bay tứ tung nói. Nói tư tư này năm đó cũng là danh nhân nổi tiếng, lão thành như vậy ta cũng chưa nhận ra được, thực mẹ nó ngán, Kim Quang Thiện cũng là đủ thảm, ha 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 ha. Nghe được cái tên tư tư, Ngụy Vô Thiện cùng Lam Vong Cơ đồng thời dương mắt như có điều suy nghĩ. Một tu sĩ cầm lấy chiếc đũa chỉ điểm nói Kim Quang Giao, lúc nên hung ác không hung ác, lúc không nên hung ác lại hung ác. Cho dù hắn về sau phát hiện tư tư này là người quen biết cũ, có thể là người quen thì thế nào? Nhân chứng nên diệt khẩu A, lưu lại người sống, nhìn xem hiện tại kết cục là cái gì. Người ta đem nội tình lúc trước tất cả đều vạch trần. Người làm sao biết Kim Quang Giao là lòng dạ đàn bà, nói không chừng người ta cùng tư tư có loại kia. Hắc hắc, quan hệ không thể cho ai biết đâu này. Càng về sau càng khó nghe, Lam Vong Cơ chân mày cau lại. May mà bàn bên kia cũng có người nghe không nổi nữa, xóa mở chủ đề, được rồi, lão nói chuyện này để làm gì, dùng bữa. Kim Quang Giao này khi còn sống thế nào làm gây sóng gió, hiện tại cũng chỉ có thể ở trong quan tài cùng Nhiếp Minh Quyết đánh nhau. Ta xem, cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, hắn thi thể xương cốt cũng phải bị Nhiếp Minh Quyết hủy đi nát. Cũng không phải đi. Ta đi đại điển phong bế quan tài, nhìn thoáng qua quan tài xung quanh oán khí nghiêm trọng nha. Quan tài kia thật có thể phong bế bọn họ 100 năm. Phong không ngừng thế nào. Phong không được tạm thời không đề cập tới. Nếu có người muốn trộm trên người Kim Quang Giao âm hổ phù cậy miệng quan tài nên làm cái gì bây giờ? Lập tức có người lớn giọng ai dám. Thanh Hà Nhiếp Thị, Cô Tô Lam Thị, Vân Mộng Giang Thị đều phái người vây thủ mộ kia, ai cũng đừng nghĩ động. Huống hồ âm hổ phù cũng chỉ thừa một nửa, trừ phi ngươi là Tiết Dương, bằng không thì trộm cái cục sắt tới làm gì. Trước hết nhất người hỏi âm hổ phù nhìn như bị bỏ đi ý niệm trong đầu, không lại đề lên, nhưng ánh mắt của hắn lại không cải biến. Ngụy Vô Thiện biết người giống như hắn vậy ôm lấy tương tự ý niệm trong đầu, vô số kể. Một người nói, bất kể thế nào, đại điển phong hòm quan tài kết thúc. Lan Lăng Kim Thị xem như đã xong, sau này không thể trở mình. Lại nói tiếp, lần này còn rất để ta lau mắt mà nhìn, Nhiếp Hoài Tang vậy mà làm được không sai a. Trước khi hắn chủ động xin đi giết giặc, ta còn tưởng rằng xác định vững chắc muốn làm hư nha. Rốt cuộc hỏi gì cũng không biết. Ta cũng vậy, ai biết hắn cư nhiên chủ trì được so với Lam Khải Nhân không quá chênh lệch. Nghe bọn họ kinh ngạc nhao nhao, Ngụy Vô Thiện thầm nghĩ, này tính là gì? Sau này mấy chục năm, nói không chừng Thanh Hà Nhiếp Thị vị gia chủ này, tại lúc cần thiết, sẽ dần dần bắt đầu triển lộ phong mang, tiếp tục cho thế nhân càng nhiều kinh ngạc. Lam Vong Cơ thì là vì tên Lam Khải Nhân mà hơi động một chút. Bên kia tiếp tục nghị luận, Lam Hy Thần lại là xảy ra chuyện gì, trước sau đại điển đều là bế quan. Suốt ngày bế quan, là muốn học cha hắn sao? Trách không được Lam Khải Nhân sắc mặt khó coi như vậy. Có thể không khó coi sao? Gia chủ bộ dáng này, trong nhà tiểu bối cả ngày cùng một cỗ hung thi chạy tới chạy lui, săn đêm còn muốn hung thi tới hỗ trợ giải vây. Lam Vong Cơ nếu lại không quay về ta xem hắn muốn chửi đồng. Rau lên đây, tửu cũng lên. Ngụy Vô Thiện rót đầy một ly, chậm rãi uống. Rời tử quán, Ngụy Vô Thiện ngồi trên tiểu bình quả, Lam Vong Cơ nắm dây thừng phía trước vừa đi. Con lửa ung dung lắc lắc, Ngụy Vô Thiện lấy ra bên hông cây sáo, đưa đến bên môi. Réo rắt tiếng địch chim bay lướt qua thiên không, Lam Vong Cơ dậm chân, yên lặng lắng nghe.
chính là lúc bị nhốt tại đồ lục huyền vũ đáy độc, hắn hát cho Ngụy Vô Tiện nghe khúc kia. Cũng là Ngụy Vô Tiện sau khi trở về, trời xui đất khiến tại Đại Phạm Sơn thổi ra, để cho Lam Vong Cơ xác định thân phận của hắn. Khúc cuối cùng, Ngụy Vô Tiện đối với Lam Vong Cơ nháy mắt, nói thế nào ta thổi không sai. Lam Vong Cơ chậm rãi gật đầu, nói khó được. Ngụy Vô Tiện biết khó được ý tứ là khó được hắn trí nhớ hảo một hồi, buồn cười nói, ngươi không muốn tổng khí nha, lúc trước là ta sai rồi còn không được sao. Lại nói ta trí nhớ không tốt, đây muốn trách mẹ ta. Lam Vong Cơ nói, tại sao lại trách ngươi mẹ ngươi? Ngụy Vô Tiện đem cánh tay đặt lên đầu Tiểu Bình Quả, nói, mẹ ta kể qua, ngươi muốn nhớ kỹ người khác đối với ngươi hảo, không muốn ngươi đối với người khác tốt. Người tâm lý không muốn, như vậy mới có thể khoái hoạt tự tại. Đây cũng là hắn có khả năng nhớ kỹ về cha mẹ, vì lượng ký ức không nhiều. Suy nghĩ một lát lại bị Ngụy Vô Tiện kéo lại, thấy Lam Vong Cơ đang chuyên chú nhìn qua hắn, nói, mẹ ta còn nói. Nghe hắn chậm chạp không nói, Lam Vong Cơ hỏi, nói cái gì? Ngụy Vô Tiện đối với hắn ngoắc ngoắc ngón tay, thần sắc nghiêm nghị, Lam Vong Cơ đến gần chút. Ngụy Vô Tiện cúi người, ghé vào lỗ tai hắn nói. Nói ngươi đã là người của ta. Lam Vong Cơ đầu lông mày khẽ nhúc nhích đang muốn mở miệng, Ngụy Vô Tiện cướp lời nói, không biết xấu hổ, không đứng đắn, nhàm chán, hết sức lông bông, lại đang nói hiu nói vượn đúng hay không? Được rồi, ta giúp ngươi nói. Nói đi nói lại mấy từ này thật sự là theo trước một chút cũng không thay đổi. Ta cũng là người của ngươi, huề nhau, được hay không? Do công phu miệng lưỡi, Lam Vong Cơ vĩnh viễn cũng không sánh bằng Ngụy Vô Tiện, chỉ có thể khẽ lắc đầu, khóe môi cũng nhẹ nhàng khẽ cong, trong mắt cũng có rung động tản ra. Cười đã đủ rồi, Ngụy Vô Tiện dắt dây cương Tiểu Bình Quả, nói, đi xem một chút a. Lam Vong Cơ nhìn về phía hắn, Ngụy Vô Tiện nói, rất lâu không uống thiên tử thiếu, chúng ta quay về Cô Tô, đi Thải Y Trấn chơi một chuyến, đều đã nhiều năm như vậy, kia nhi thủy hành nguyên đều nên trừ sạch sẽ a. Thúc phụ nếu không muốn thấy ta, ngươi liền đem ta cùng vài hũ từ từ một chỗ giấu ở trong phòng ngươi, nếu không thể nhìn ta chúng ta xem hết bỏ chạy, một năm nửa năm trở về nữa. Lam Vong Cơ ngắn gọn hữu lực mà nói ừ. Thanh phong từ, hai người quần áo đều như nước mùa xuân nổi lên gợn sóng. Hắn dắt Ngụy Vô Tiện cùng Tiểu Bình Quả, đem dây thừng nắm chặt ở lòng bàn tay tiếp tục hướng phía trước đường đi tới. Ngụy Vô Tiện đón gió nhìn nhìn bóng lưng Lam Vong Cơ, nheo lại con mắt cô lại chân, kinh ngạc phát hiện chính mình lại có thể dùng loại tư thế này trên lưng Tiểu Bình Quả bảo trì không ngã. Đây chỉ là một việc nhỏ nhàm chán, hắn lại như phát hiện cái gì thú vị kỳ lạ, nóng lòng cùng Lam Vong Cơ chia sẻ, kêu lên, Lam chạm xem ta, mau nhìn ta. Như năm đó, Ngụy Vô Tiện cười gọi hắn, hắn cũng nhìn sang. Từ đó, mắt liền không rời. Chính Văn Hoàn, Ma Đạo Tổ Sư, Mạc Hương Đồng Xú, Phiên Ngoại Một Gia Yến Một. Ngụy Vô Tiện nói, hay để ta cùng vào với ngươi. Lắc lắc đầu, Lam Vong Cơ nói, ngươi cùng vào, hắn lại tức giận. Ngụy Vô Tiện ngẫm lại cũng thấy đúng, Lam Khải Nhân thấy hắn như tâm bệnh khó chữa, một bộ dạng nến tàn lay lắt trong gió, còn thở gấp hơn bình thường, vẫn là thôi tha cho người ta, mắt không thấy tâm không phiền mà. Lam Vong Cơ nhìn nhìn hắn, giống như muốn nói gì, Ngụy Vô Tiện lập tức nói, được rồi, ta đã biết. Không thể chạy nhanh, không thể ồn ào, không thể gì, có phải không? Yên tâm, lần này ta về với ngươi sẽ chú ý từng tí một, không phạm một cái cấm nào khác trên đá của nhà các ngươi. Cố gắng hết sức luôn. Lam Vong Cơ không suy nghĩ gì đã nói, không sao. Phạm vào cũng. Ngụy Vô Tiện nhạy bén đáp, hả? Lam Vong Cơ tựa như phát giác lời mình nói không ổn, quay đầu nhìn hướng khác, lại quay đầu lại, nghiêm nghị nói. Không. Ngụy Vô Tiện mờ mịt nói, nãy ngươi nói phạm vào cũng cái gì? Lam Vong Cơ thừa biết hắn đã rõ còn cố hỏi, sụ mặt nhắc ngươi ở ngoài chờ ta. Ngụy Vô Tiện phất tay nói, chờ thì chờ, làm gì mà ghê gớm thế? Ta đi chơi với thỏ của ngươi. Thế là Lam Vong Cơ một mình đi nghênh đón Lam Khải Nhân, Ngụy Vô Tiện thì bị Tiểu Bình Quả kéo một đường chạy như điên. Tiểu Bình Quả vừa vào Vân Thâm Bất Chi Sử, dường như cực kỳ hưng phấn, toàn thân bỗng ngang ngược, Ngụy Vô Tiện kéo cũng không kéo được nó, đành để cho nó kéo đến bãi cỏ xanh tùm.
Trên mặt cỏ yên tĩnh là cả một bầy cầu tuyết trắng tròn vo, miệng mũi phấn hồng, thi thoảng rung rung cái tai dài, lỗ tai cũng một mảnh hồng hồng. Tiểu Bình Quả thì đi tới chen chúc vào giữa bầy thỏ, tìm chỗ cho mình. Ngụy Vô Thiện ngồi xổm trên mặt đất, tùy tay bắt một con thỏ, một bên chọc chọc bụng nó, một bên thầm nghĩ, lần trước ta tới đã có nhiều thế này sao? Đây là con đực hay cái? Nga, là đực. Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Thiện lúc này mới phát hiện, hắn trước giờ chưa để ý Tiểu Bình Quả là hay là mày dâu. Vì thế nhịn không được liếc sang một cái. Hắn chưa kịp nhìn kỹ chợt nghe động tĩnh quay đầu lại xem. Một thiếu nữ vóc dáng nhỏ xinh xách theo cái giỏ, đang không biết nên tiến tới hay không, thấy Ngụy Vô Thiện đột nhiên quay đầu lại nhìn nàng, trong giây lát không biết làm sao, xấu hổ đến cả mặt đỏ bừng. Thiếu nữ này mặc giáo phục của cô Tô Lam Thị, nghiêm chỉnh đeo khăn buộc trán. Ngụy Vô Thiện thầm nghĩ quá khó lường, để ta bắt gặp người. Đây là một nữ tu của cô Tô Lam Thị. Cô Tô Lam Thị là gia tộc nổi tiếng sống cứng nhắc, khỏi nói nam nữ có gì khác biệt, loại quy củ nam nữ thụ thụ bất thân càng là rõ ràng, từ nhỏ chúng đệ tử đã được nghe lải nhải như niệm kinh bên tai vạn lần. Nơi nghỉ ngơi, nơi học tập của nam nữ tu sĩ đều tách biệt, cũng phải tự biết hạn chế bản thân. Ngay cả săn đêm cũng là nam nữ riêng biệt, hoặc là tất cả nam đi, hoặc là tất cả nữ đi, thông thường không hề tồn tại tình huống nam nữ lẫn lộn cứng nhắc đến mức khiến người phẫn nộ. Năm đó Ngụy Vô Thiện học ở Vân Thâm Bất Chi Sử căn bản chưa từng gặp qua cô nương, vô cùng hoài nghi trong Vân Thâm Bất Chi Sử có thật sự tồn tại nữ tu không. Có mấy lần hình như hắn nghe thấy tiếng nhóm nữ tu đọc sách tò mò muốn tìm tới, lập tức bị môn sinh tuần tra mắt sắc tai tính phát hiện, gọi Lam Vong Cơ tới. Mấy lần đều thế, Ngụy Vô Thiện nhiệt huyết kiệt quệ, chẳng còn tâm tư mò mẫm. Nhưng hôm nay, hắn ở trong Vân Thâm Bất Chi Sử gặp được một nữ tu. Người sống, là nữ tu. Ngụy Vô Thiện lập tức dựng thẳng thắt lưng, hai mắt sáng lên. Không tự chủ được mà tiến tới, Tiểu Bình Quả cũng đi lên, cơ hồ là xẹt qua hắn, vọt tới bên thiếu nữ kia. Ngụy Vô Thiện. Nó vòng ra sau thiếu nữ, ngoan hiền cúi đầu chủ động hướng đầu lừa tai lừa vào tai nàng. Ngụy Vô Thiện. Thiếu nữ lộ vẻ mặt đỏ hồng, nhìn Ngụy Vô Thiện ngẩn ra, không biết nên nói cái gì. Ngụy Vô Thiện nheo mắt mơ hồ cảm thấy nàng có chút quen mặt. Chốc lát bỗng nhớ ra, đây chẳng phải là cái người hắn gặp trên đường lúc mới ra khỏi Mạc Gia Trang sao, là thiếu nữ hắn có duyên gặp lần nữa ở núi Đại Phạn mà. Cho dù là nữ tử hoàn toàn xa lạ, hắn cũng có thể lập tức nói chuyện cợt nhả tào lao vài câu kéo quan hệ, huống chi có duyên gặp mặt mấy lần, một tiểu cô nương tính cách không tệ. Lập tức hướng nàng khua khua tay, nói, là ngươi a. Thiếu nữ kia đương nhiên khắc sâu ấn tượng với hắn, vô luận đã rửa mặt hay chưa rửa mặt. Hai tay vặn xoắn một trận, dầu dĩ đáp là ta. Ngụy Vô Thiện quyết định buông tha con thỏ bị hắn sơ soạng nãy giờ, hai tay đan vào nhau, đi tới gần nàng thêm vài bước thoáng nhìn cái giỏ cà rốt với rau xanh, mỉm cười nói, đến cho thỏ ăn. Thiếu nữ kia gật gật đầu. Đúng lúc Lam Vong Cơ không ở đây, Ngụy Vô Thiện không có việc gì làm, dậy lên hứng thú, nói, muốn ta giúp không? Thiếu nữ không biết nên như thế nào cho phải, cuối cùng gật gật đầu, Ngụy Vô Thiện liền cầm một cây củ cải ra, hai người đồng loạt xổm xuống trên cỏ. Đầu lừa Tiểu Bình Quả luồn vào giò tìm kiếm một chút, lật tới lui không thấy quả táo nào, gắng gượng ngậm một củ cải rốt ra chấp nhận gặm gặm. Cà rốt trong giò rất tươi, Ngụy Vô Thiện tự cắn một miếng, rồi mới đưa đến bên miệng thỏ, hỏi, đống thỏ này vẫn là ngươi chăng? Thiếu nữ nói, không phải. Gần đây ta mới đến. Lúc Hàm Quang Quân ở thì Hàm Quang Quân chăm sóc. Hắn không ở thì là mấy người Lam Tư Truy Công Tử tới trông nom, nếu bọn họ cũng không ở, vậy chúng ta sẽ tới chăm giúp. Ngụy Vô Thiện thầm nghĩ, Lam Trạm chăm thỏ thế nào? Từ lúc hắn bao tuổi thì chăm? Cũng xách giỏ tới đây à? Xua đuổi mấy hình ảnh quá mức đáng yêu trong đầu, Ngụy Vô Thiện lại hỏi, ngươi hiện tại là môn sinh cô Tô Lam Thị? Thiếu nữ ngại ngùng nói ừm. Ngụy Vô Thiện nói, cô Tô Lam Thị rất tốt. Từ khi nào vậy? Thiếu nữ một bên vuốt thỏ lông trắng xù, một bên nói, không lâu sau lần đó ở núi Đại Phạn. Đúng lúc này, hai người đều nghe được thanh âm rất nhỏ tiếng giày dẫm lên mặt cỏ. Ngụy Vô Thiện nhìn lại, quả nhiên, Lam Vong Cơ đang hướng bên này đi tới. Thiếu nữ một trận luống cuống tay chân, lập tức đứng lên cung kính tỏ lễ nói, Hàm Quang Quân.
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, Ngụy Vô Tiện vẫn còn ngồi trên cỏ cười nhìn hắn. Thiếu nữ kia tựa hồ sợ, rất là sợ Lam Vong Cơ, cũng thường thôi, tiểu bối ở tuổi này không ai là không sợ sệt Lam Vong Cơ, vội vội vàng vàng xách váy bỏ chạy. Ngụy Vô Tiện ở phía sau gọi theo vài tiếng, cô nương, tiểu muội muội. Giò của ngươi, ê tiểu bình quả, tiểu bình quả trở về, ngươi chạy theo làm gì, tiểu bình quả. Không có bất kỳ ai hay con lừa nào nghe tiếng hắn gọi mà dừng, Ngụy Vô Tiện đành phải gầy gầy mấy cây cụ cải còn lại trong giỏ, đối Lam Vong Cơ nói, Lam Trạm, ngươi dọa nàng chạy rồi. Một khi Lam Vong Cơ đã không muốn gây tiếng động, thì làm gì có chuyện hai người đều nghe được. Ngụy Vô Tiện hì hì cười với y, đưa tới một củ cà rốt nói, ăn không nào. Ngươi tới chăm thỏ, ta tới chăm ngươi. Chấm ngoặc kép, Lam Vong Cơ từ trên cao nhìn xuống hắn, nói, đứng lên. Ngụy Vô Tiện ném củ cà rốt ra sau, bộ dạng uể oải chia tay ra, nói, ngươi kéo ta. Dừng một lát, Lam Vong Cơ đưa tay kéo hắn, ai ngờ Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên phát lực vào tay kéo ngược lại y. Lãnh địa bỗng bị người khác chiếm cứ, một đám thỏ như lâm đại địch không mục tiêu chạy tới chạy lui chồng chất lên nhau. Mấy con thỏ đặc biệt thân quen với Lam Vong Cơ thì bò lên nằm úp sấp trên người y, giống như là lo lắng chủ nhân vì sao tự dưng ngã xuống. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng lùa chúng nó ra chậm chậm nói, vân thâm bất chi sử, điều thứ bảy gia huấn, không được quấy nhiễu nữ tu. Ngụy Vô Tiện nói, ngươi đã nói ta phạm vào cũng không sao mà. Lam Vong Cơ nói, ta không có. Ngụy Vô Tiện nói, ngươi sao lại thế? Chưa nói xong thì là không nói à? Hàm Quang Quân nhất ngôn cửu đỉnh nói là làm đâu? Lam Vong Cơ nói, mỗi ngày. Ngụy Vô Tiện sờ soạng mặt y một phen, thương tiếc nói, vừa rồi thúc phụ ngươi có mắng ngươi không? Nói mau, để ca ca thương ngươi nào. Tận tâm gượng gạo truyền đề tài như thế, Lam Vong Cơ cũng không vạch trần, nói, không có. Ngụy Vô Tiện nói, quả thực không có. Vậy hắn nói cái gì với ngươi? Lam Vong Cơ tỉnh bơ ôm lấy hắn, nói, không hơn. Tề tụ không đổi, ngày mai làm dạ yến. Ngụy Vô Tiện cười nói, dạ yến. Được được được, ta nhất định biểu hiện thật tốt, sẽ không khiến ngươi mất mặt. Bỗng nhiên nghĩ đến Lam Hy Thần, hỏi ca ca ngươi đâu. Trầm mặc một lát, Lam Vong Cơ nói, ta sẽ đi gặp hắn sau. Trạch Vô Quân dạo này suốt ngày bế quan, Lam Vong Cơ tất nhiên là muốn cùng hắn hàn huyên một phen. Ngụy Vô Tiện trở tay ôm Lam Vong Cơ, vỗ nhẹ nhẹ lưng y. Sau một lúc lâu thì nói, lại nói tiếp sao lần này về không gặp bọn Tư Truy. Đám tiểu bối này, nếu là mọi khi, đã sớm vây ở cửa líu díu. Nghe hắn nhắc tới bọn Tư Truy, Lam Vong Cơ ánh mắt hơi mở hơn, nói ta đưa ngươi đi gặp bọn họ. Khi hắn mang Ngụy Vô Tiện tìm được đám người Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi, đám tiểu bối trừ bỏ vui sướng mà hô vài tiếng, không có động tác gì khác. Thật không phải là không muốn làm gì khác, thật sự là không thể. Mười mấy người, xếp hàng trồng cây chuối dọc hành lang. Mỗi người đều cởi ngoại bào, mặc áo trong tuyết trắng, đầu hướng xuống, chân hướng lên, trên mặt đất trước mặt trải giấy, mực viết. Tay trái chống đỡ, tay phải cứng nhắc cầm bút, gian nan viết chữ màu đen chi chít. Bởi vì không thể để khăn buộc trán rơi xuống mặt đất, bọn họ đều đầu toát mồ hôi cắn đuôi khăn buộc, bởi vậy cũng không có thể nói chuyện. Cái gọi là hô vài tiếng cũng chỉ là ánh mắt tỏa sáng miệng ư ừ một trận. Nhìn thấy mấy thân hình run rẩy lung lay sắp đổ, Ngụy Vô Tiện nói, vì sao nhất định phải trồng cây chuối? Lam Vong Cơ nói, bị phạt. Ngụy Vô Tiện nói, ta biết là đang bị phạt. Ta xem rồi, bọn họ đang chép chính là gia huấn Lam Thị mà, lễ tắc thiên ta từng chép còng lưng rồi. Bọn họ phạm lỗi gì bị phạt? Lam Vong Cơ nhạt nhạt nói, vượt qua thời hạn quy định không trở về vân thâm bất chi sử. Ngụy Vô Tiện nga. Lam Vong Cơ cùng săn đêm với quỷ tướng quân. Ngụy Vô Tiện hắc, các ngươi lá gan cũng thật lớn. Lam Vong Cơ nói, lần thứ ba phạm. Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm, thầm nghĩ chiếu theo tội này, chẳng trách ghét tà như thủ Lam Khải Nhân phải trừng phạt bọn họ. Trồng cây chuối chép phạt đã là quá nhẹ rồi. Đi một vòng trước mặt nhóm thiếu niên, quét mắt vài lần, chỉ hơi kiểm tra, Lam Vong Cơ đối một người trong đó nói chữ. Không đoan. Thiếu niên kia cắn khăn buộc trán, hàm hàm hồ hồ dưng dưng nói, dạ, Hàm Quang Quân. Là ta sơ suất. Những người không bị hỏi thì chính là đã qua kiểm tra, đều nhẹ nhàng thở ra.
Hai người rời khỏi hành lang dài, Ngụy Vô Tiện nhớ lại thời gian khốn khổ năm đó mình phải chép phạt, lòng sinh cảm giác thông cảm cho kẻ cùng cảnh ngộ, nói chỉ duy trì động tác như vậy đã đủ khó khăn, ngươi để ta trồng cây chuối ta còn chưa chắc có thể viết chữ. Cho dù ta ngồi cũng chưa chắc có thể viết đến đoan chính. Lam Vong Cơ nhìn hắn, nói quả thật như thế. Ngụy Vô Tiện biết y nhìn mình chăm chú là đang nhớ lại đoạn ngày chép phạt kia, nói ngươi hồi trước cũng bị phạt như thế. Lam Vong Cơ nói cũng không. Ngẫm lại cũng đúng. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, Lam Vong Cơ từ nhỏ chính là tấm gương trong số đệ tử thế gia, mỗi tiếng nói cử động đều vô cùng tiêu chuẩn như thước đo, sao có thể phạm sai lầm. Nếu không phạm sai lầm càng sao có thể bị phạt. Hắn cười nói ta còn tưởng lực tay của ngươi là luyện ra như thế. Lam Vong Cơ nói không phạt, nhưng đúng là luyện ra như thế. Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nói không phải bị phạt, vậy ngươi không có việc gì trồng cây chuối làm gì? Lam Vong Cơ nhìn không chớp mắt nói có thể tĩnh tâm. Ngụy Vô Tiện tiến đến bên tai y, thanh âm kéo dài, vậy rốt cuộc là cái gì khiến Hàm Quang Quân lãnh nhược băng xương sao tâm không tĩnh a? Lam Vong Cơ nhìn hắn không nói lời nào. Ngụy Vô Tiện trong lòng đắc ý nói theo như lời ngươi nói, từ nhỏ đã luyện lực cánh tay như vậy, có phải ngươi trồng cây chuối rồi làm gì cũng được? Lam Vong Cơ nói ừm. Thấy y hạ tầm nhìn, trả lời như là có chút xấu hổ, Ngụy Vô Tiện mồm miệng càng khó cản, nói thế thì làm ta cũng được à? Lam Vong Cơ nói thử xem. Ngụy Vô Tiện ha 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 ha. Ngươi nói cái gì? Lam Vong Cơ đêm nay thử xem. Ngụy Vô Tiện. Hãy nhấn subscribe kênh Holic Audio để cập nhật phần tiếp theo nhanh nhất. Cảm ơn. Chào mừng bạn.